Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 54. Dương Bách Xuyên vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết, chân khí trong cơ thể lưu thông, sau đó hắn giãy giụa đứng dậy. Vèo vèo. Lúc này lại có hai bóng người mang khí tức mạnh mẽ, một trước một sau xông vào trong khe đồi nơi con trồn ẩn nấp. Hai người này và lão già áo xanh tập kích Dương Bách Xuyên trước đó có tu vi không chênh lệch nhiều, là cùng cấp tu vi. Dương Bách Xuyên thấy vậy, cõi lòng lạnh ngắt. Phụt. Một người đã khó đối phó, đằng này lại xuất hiện những ba người, thật là tuyệt vọng. Dương Bách Xuyên hộc máu vì quá tức giận. Gừ. Chết đi. Két. Lúc này, yêu vương Tiểu Bạch và Từ Vĩ giận dữ hét lên. Dương Bách Xuyên liếc nhìn thì thấy yêu vương Tiểu Bạch dùng cái sừng duy nhất trên đầu đâm thủng đầu một con đại bàng. Về phần Từ Vĩ, linh khí nổ tung dưới cây búa lớn trong tay hắn ta, giáng một búa vào đầu đại bàng. Đến hiện tại cả hai con đại bàng đều bị giết chết. Sau đó, Từ Vĩ và yêu vương Tiểu Bạch đi tới bên cạnh Dương Bách Xuyên. Chủ nhân, ngài sao rồi? Yêu vương Tiểu Bạch vừa lo lắng vừa áy náy. Ta không sao. Dương Bách Xuyên trả lời bằng tinh thần lực. Từ Vĩ sầm mặt nói, huynh đệ, chúng ta may áo cưới cho người ta mất rồi. Không ngờ mấy lão già kia lại vô liêm sỉ như vậy, vẫn luôn âm thầm chờ chúng ta ra tay. Giờ thì hay rồi, bọn họ đã tận dụng sơ hở. Ba người kia chính là kẻ đuổi giết con trồn trong hình ảnh ngươi cho ta xem lúc trước đúng không? Dương Bách Xuyên trầm giọng hỏi Từ Vĩ. Từ Vĩ không nghe ra Dương Bách Xuyên dùng từ đuổi giết. Gật đầu đáp đúng vậy. Thật ra trong ba người đó, kẻ đánh lén ngươi là trưởng lão giản hóa phàm của Âm Dương Tông. Hai người còn lại là trưởng lão của Vô Ảnh Tông và Phái Thanh Dương. Cả ba đều có tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ, là ba lão già khốn khiếp. Không được, lão tử không nuốt trôi cục tức này. Từ Vĩ nói vậy thôi chứ giọng điệu chẳng có tí khí thế nào. Dù sao hắn ta cũng là Nguyên Anh Sơ Kỳ, mà ba người kia là Nguyên Anh Trung Kỳ. Tiến thoái lưỡng nan, Dương Bách Xuyên và Từ Vĩ cũng biết cho dù hiện tại bọn họ vào trong cũng không phải là đối thủ của ba lão quái vật Nguyên Anh Trung Kỳ. Nhưng nếu không vào, cứ trơ mắt nhìn thì bọn họ cũng không cam tâm. Nhất là Dương Bách Xuyên, hắn lo cho sự an nguy của con trồn. Vốn dĩ hắn đã cảm nhận được hơi thở của con trồn rất yếu, nếu nó bị ba lão già Nguyên Anh Trung Kỳ giày vò thì chẳng biết sẽ ra sao. Nghĩ tới đây. Dương Bách Xuyên cắn răng tiến về phía trước, dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng phải thử xem. Không thể mặc kệ con trồn chịu khổ được. Dương huynh đệ, Từ Vĩ vội vàng muốn kéo Dương Bách Xuyên lại. Đúng lúc này, một âm thanh long trời lở đất đột ngột vang lên. Cả mặt đất đều chấn động, rung chuyển dữ dội khiến Dương Bách Xuyên và Từ Vĩ đều lảo đảo. Rầm. Sau đó... Ngọn đồi đá đen cao khoảng 20 mét cách chỗ bọn họ hơn 10 mét kia chợt nổ tung, phát ra một luồng sóng khí mạnh mẽ. Cả ngọn đồi đá đen vỡ thành mảnh nhỏ trong tầm mắt Dương Bách Xuyên và Từ Vĩ. A a a. Ba tiếng thét thảm thiết từ bên trong vọng ra. Vèo vèo vèo. Ba lão già đi vào khe đồi lúc trước bị sóng khí hất ra, rơi xuống ba nơi khác nhau. Dương Bách Xuyên và Từ Vĩ thấy ba lão già này đầu bù tóc rối. Vẻ mặt hoảng sợ tột độ, khóe miệng vương vết máu, rõ ràng là bị thương không nhẹ. Trong tầm mắt bọn họ, ngọn đồi đá đen đã hóa thành bột vụn không còn tăm hơi, ở vị trí cũ xuất hiện một cái hang có đường kính hơn 10 mét, sâu không thấy đáy. Trong hang phát ra ánh sáng màu trắng sữa phóng thẳng lên trời. Đây, là dị tượng thiên nhiên, lẽ nào nơi này là một di tích động cổ La Phù? Từ Vĩ lẩm bẩm. Tuy Dương Bách Xuyên không biết di tích động phủ La Phù là gì, nhưng cũng đoán được không phải nơi đơn giản, chắc là động phủ cổ ở núi La Phù hoặc là tuyệt địa gì đó. Chỉ nhìn luồng khí phóng lên mây kia cũng đủ thấy không đơn giản, hắn cảm nhận được trong đó có khí tức của trận pháp. Ba lão bất tử Nguyên Anh Trung Kỳ không biết bị lực lượng nào đánh bị thương nặng, đều chật vật bất kham chạy ra, vẻ mặt hoảng sợ nhìn cột sáng dâng lên tận trời cao từ hố to, dù sao Dương Bách Xuyên và Từ Vĩ rất vui khi thấy điều này. Là kết giới, hơn nữa nhìn qua có vẻ không phải là kết giới đơn giản, trách không được ba lão già kia bị đánh ra, cuối cùng ta cũng yên tâm rồi. Chúng ta không chiếm được con trồn tầm bảo kia, bọn họ cũng đừng hòng có được, ha ha ha. Từ Vĩ vui sướng khi người gặp họa, nhỏ giọng nói thầm.
Kết giới, Dương Bách Xuyên ngây ra, không phải hắn chưa nhìn thấy sức mạnh kết giới, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy sức mạnh kết giới tạo ra cột sáng lớn như vậy. Đúng vậy, là lực lượng kết giới, nếu ta không nhìn nhầm, có lẽ loại sức mạnh kết giới này chính là không gian kết giới thiên cương địa sát trong truyền thuyết. Thông qua trận pháp lôi kéo địa sát đối nghịch với thiên cương, hình thành kết giới với uy lực khổng lồ. Loại trận pháp kết giới này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thật sự không nghĩ đến sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trong truyền thuyết, núi La Phù là động trời thượng cổ, bên trong che giấu vô số cung điện địa cung, nhưng không thể nghi ngờ, được trận pháp kết giới bậc này bảo họ chắc chắn là nơi quan trọng. Trồn Tàm Bảo trời sinh có khứu giác nhạy cảm với thiên tài địa bảo, có thể trốn vào bên trong thuyết minh chỗ đó có vấn đề. Ba lão già kia chắc cũng không nghĩ đến bên dưới chân núi không chút thu hút này sẽ là một tòa địa cung, có thể thấy được sau khi kích phát trận pháp, sẽ làm cho địa phương này bại lộ. Có thể tưởng tượng được khi kết giới nối thẳng trời cao này xuất hiện sẽ đưa tất cả các cao thủ núi La Phù lại đây, không chừng đây sẽ là một trận gió mây mưa máu. Dương huynh đệ, ta nghĩ chúng ta cần lui lại, nơi địa cung xuất hiện, chắc chắn tồn tại thiên tài địa bảo. Nhưng đứng trước ích lợi thường thường biểu thị có giết chóc, còn đường tu đạo yêu cầu su cắt tỷ hung, chuyện Trồn Tầm Bảo chúng ta không trộn lẫn nổi. Khả năng cao nơi này chính là một địa trung quan trọng của núi La Phù, chúng ta không chen vào nổi. Không chừng còn sẽ dẫn lửa vào người, 36 kế chạy là thượng sách. Ca ca ta dẫn người đi nơi khác tìm vận khí, núi La Phù to lớn, nơi có thiên tài địa bảo không chỉ có nơi này, không ngờ lần đầu tiên chúng ta tổ đội đã gặp phải loại chuyện này, thật sự ngượng ngùng. Mặc dù Tử Vĩ nhìn Dương Bách Xuyên nói chuyện, nhưng híp mắt lại phân tích, nhưng khuôn mặt bụ bẫm che lấp đi, làm cho hắn không nhìn rõ biểu tình khi nói chuyện của hắn ta. Nhưng mặc kệ Tử Vĩ nói chuyện thật giả thế nào, Dương Bách Xuyên rất thoải mái khi nghe được những lời này, mở miệng nói cảm ơn đại ca Tử, nhưng ta tưởng ở lại nhìn kỹ rồi tính. Dương Bách Xuyên chắc chắn sẽ không đi, Trồn nhỏ còn ở trong hố to không rõ tình hình, bên ngoài còn có ba lão giả nguyên anh trung kỳ nhìn chằm chằm Trồn nhỏ như hổ rình mồi, làm sao hắn có thể rời đi, nhưng vẫn rất cảm ơn Tử Vĩ. Bởi vì tính cách tự quen thuộc của Tử Vĩ cộng thêm nói chuyện với Dương Bách Xuyên hoàn toàn không xem thấp khinh thường dù tu vi của hắn ta là nguyên anh sơ kỳ, từ lúc bắt đầu đều giao lưu bình đẳng. Tất nhiên trong đó cũng có sự tồn tại của yêu vương Tiểu Bạch, nhưng chung quy lời nói này cũng vì suy xét cho Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nhớ rõ lời dặn dò của sư phụ Vân Thiên Tà, con đường tu chân hiểm ác, không thể dễ dàng tin tưởng người khác, vì vậy từ lúc bắt đầu chưa từng tin tưởng Tử Vĩ. Coi như một cuộc hợp tác tạm thời, vì tìm được Trồn nhỏ mà thôi. Tử Vĩ mập mạp cũng là một người kỳ lạ, bị Dương Bách Xuyên kêu một tiếng đại ca Tử, ngay lập tức trên mặt cười nở hoa, cười ha ha nói, nếu ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ngươi muốn ở lại, vậy đại ca sẽ ở lại cùng với ngươi, ha ha. Khóe miệng của Dương Bách Xuyên hơi co rút, hắn vẫn có chút không thích ứng với loại tính cách không coi mình như người ngoài của Tử Vĩ. Trong lúc hai người đang nói chuyện, ba lão già ở một bên khác của hố to cũng hoãn lại, chậm rãi mở miệng. Giản huynh có nhìn thấy con nghiệt xúc kia không? Dương Bách Xuyên nhìn về phía lão già vô ảnh tông mặc quần áo màu đen đang nói chuyện kia. Lúc này giản hóa phàm của M Dương Tông chậm rãi hừ lạnh, nói, lão phu vừa mới đi vào liền động phải trận pháp kết giới thiên cương địa sát, sao có thể nhìn thấy con Trồn kia? Ha ha! Lúc trước hàn băng truy hồn châm của giản huynh đâm trúng con Trồn kia, chắc chắn giản huynh có thể cảm nhận được sự tồn tại của Trồn Tầm Bảo kia. Lão già mặc áo trắng của phái Thanh Dương ngoài cười nhưng trong không cười, mở miệng nói. Khi Dương Bách Xuyên nghe thấy người này nói Trồn nhỏ bị hàn băng truy hồn châm của giản hóa phàm đâm trúng, sát khí trong lòng bùng lên, hai tay nắm chặt, xương cốt kêu răng rắc. Lúc này giản hóa phàm trong mắt hắn chỉ có hai từ đáng chết. Ba lão già này đều không phải thứ tốt gì, tất cả đều đáng chết. Đáng tiếc, tu vi không đủ, hắn chỉ có thể tạm thời khắc ghi mối thù này vào trong lòng. Lại nghe giản hóa phàm nở nụ cười lạnh lùng, nói, Phương huynh, Thường huynh, chúng ta cũng đừng vòng vo, lão phu thừa nhận cảm nhận được con Trồn nhỏ kia đang ở trong đó thông qua hàn băng truy hồn. Nhưng bây giờ nơi này xuất hiện kết giới thiên cương địa sát, chứng minh trong cung điện quan trọng của La Phù không thiếu thiên tài địa bảo. Không bằng như vậy, con Trồn kia về lão phu, còn bảo vật xuất hiện trong địa cung kia thuộc về các ngươi, được không?
Lão già Vô Ảnh Tông họ Phương cùng lão già phái Thanh Dương họ Thường liếc nhau, sau đó hai người gật đầu. Được, theo ý của Giản huynh. Nếu vậy, chúng ta cần phải nhanh chóng phá vỡ kết giới thiên cương địa sát này, chờ kết giới này thông thẳng lên trời, chắc chắn rất nhanh sẽ có các cao thủ khác kéo đến. Ba lão già đạt được ăn ý. Ngay sau đó lão già Vô Ảnh Tông họ Phương trầm ngâm nói, kết giới thiên cương địa pháp là trận pháp thượng cổ. Mặc dù trải qua ngàn vạn năm sức mạnh sẽ yếu đi, nhưng chưa chắc ba người chúng ta sẽ phá vỡ được. Cũng chưa chắc, lão phu biết một bí pháp phá kết giới, có lẽ có tác dụng. Giản Hóa Phàm âm trầm nói. Biện pháp gì, có tác dụng không? Trưởng lão họ Thường phái Thanh Dương hỏi. Phương pháp huyết tế, có hiệu quả hay không phải thử mới biết được. Giản Hóa Phàm vừa nói xong liền động thân hình, biến mất tại chỗ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Bách Xuyên dựng đứng lông tơ, hắn cảm nhận được sự dao động của một luồng linh khí cường đại trước mặt, không chút suy nghĩ giơ kiếm đổ long chém xuống. Người dám Tử Vĩ lạnh giọng nói, cũng tung ra một quyền trước người Dương Bách Xuyên. Rào, yêu vương Tiểu Bạch bổ ra một tia lôi điện. Dương Bách Xuyên và Tử Vĩ không ngờ được Giản Hóa Phàm lại không biết xấu hổ như vậy. Phương pháp huyết tế trong miệng ông ta chính là dùng hắn để huyết tế, xé kết giới của thiên cương địa pháp. Không hề dấu hiệu, ra tay với hắn. Đùng. Một kiếm của Dương Bách Xuyên, một quyền của Tử Vĩ, một đòn lôi điện của yêu vương Tiểu Bạch đồng thời xuất kích đánh vào phía trước mặt Dương Bách Xuyên. Ngay lập tức vang lên một âm thanh rung động nặng nề. Dòng khí quay cuồng, Dương Bách Xuyên chấn động lui về sau mấy bước. Sắc mặt của Tử Vĩ cũng xanh trắng. Yêu vương Tiểu Bạch gầm nhẹ. Ba đòn tấn công liên hợp của bọn họ không có chút tác dụng nào. Hừ. Lúc này dòng khí trước người Dương Bách Xuyên quay cuồng, thân ảnh của lão già Giản Hóa Phàm M Dương Tông hiện ra, sau đó nhìn Dương Bách Xuyên, Tử Vĩ và Tiểu Bạch, nói, một kim đan trung kỳ, một yêu thú tứ giai sánh ngang với Nguyên Anh sơ kỳ. Nói xong Giản Hóa Phàm tạm dừng một chút. Nhìn về phía Tử Vĩ, một Nguyên Anh sơ kỳ, sao hả? Ngươi còn muốn phản kháng? Ba người chúng ta đều là Nguyên Anh trung kỳ, nghe qua chỉ kém một cảnh giới nhỏ, nhưng ngươi không rõ sự cách biệt khổng lồ trong đó sao? Tên tiểu tử Kim Đan kia chỉ có một con đường, chính mình đi đâm kết giới huyết tế, chúng ta buông tha cho yêu thú cùng ngươi. Nếu không chờ ba người chúng ta ra tay, các ngươi chỉ còn con đường huyết tế chung. Giản Hóa Phàm nhìn chằm chằm Tử Vĩ, ác độc nói. Hừ, lão già, tiểu gia là người của Từ gia Sơn Châu, ngươi thử động một chút xem, đừng cho là ta không biết ba tên khốn các ngươi. Giản Hóa Phàm M Dương Tông, Phương Mắt To Vô Ảnh Tông, Thường Bộ Tể Phái Thanh Dương. Nếu tiểu gia thiếu một sợi tóc, ba lão già các ngươi chờ bị lão tổ nhà ta lột da rút gân đi. Tử Vĩ âm trầm nói, không chút sợ hãi. Dương Bách Xuyên nghe giọng điệu của Tử Vĩ, hình như Từ gia Sơn Tây rất có địa vị. Quả nhiên. Nghe xong lời nói của Tử Vĩ, sắc mặt của Giản Hóa Phàm cứng đờ, sắc mặt của hai người khác cũng rất cổ quái. Sau đó Giản Hóa Phàm nói, ha ha, tiểu tử ngươi nói ngươi là người của Từ gia thì là Từ gia sao? Đừng quên nơi này là một địa phương nhỏ của vùng đất núi La Phù, ngăn cách tất cả. Dương Bách Xuyên nghe hiểu được ý tứ của lão già này, ở trong núi La Phù, cho dù bọn họ giết chết Tử Vĩ cũng không truyền ra bất cứ tin tức nào. Người của Từ gia sao có thể biết được bọn họ giết Tử Vĩ? Trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Những lời này cũng làm Tử Vĩ cứng đờ, mặc dù hắn ta là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng đối mặt với ba tên Nguyên Anh trung kỳ sẽ không có chút phần thắng nào. Giản Hóa Phàm cũng không muốn xảy ra xung đột với hắn ta, mục đích chủ yếu là Dương Bách Xuyên, lúc này hắn ta không biết có nên xen vào chuyện của Dương Bách Xuyên hay không. Nếu xen vào, hắn ta không có thực lực đối phó với ba lão già bất tử kia, nếu mặc kệ, cảm giác trong lòng không dễ chịu. Nhưng tình thế mạng hơn người. Cuối cùng Tử Vĩ trầm mặc lui xuống. Dương Bách Xuyên không phải là người mới ra vào giang hồ, nhìn thấy Tử Vĩ im lặng, tuy rằng trong lòng thất vọng, nhưng cũng hiểu được, ở trước mặt ba cao thủ Nguyên Anh trung kỳ, cho dù Tử Vĩ liều mạng cộng thêm yêu vương Tiểu Bạch cũng vô ích. Tử Vĩ có thể rời khỏi gia tộc để trấn áp Giản Hóa Phàm đã không tệ, ít nhất chứng tỏ hắn có lòng bảo vệ mình. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Dương Bách Xuyên tâm lý nên không trách móc.
Từ một góc độ khác mà nói, Dương Bách Xuyên biết mình hiện giờ chỉ là một kim đan trung kỳ mà thôi, còn không đáng để một Tử Vĩ đường đường là tu vi nguyên anh sơ kỳ mạo hiểm. Hơn nữa thời gian hai người quen biết cũng chưa đến một ngày, người ta không có lý do gì mà cần phải vì mình mà đi dập đầu với ba lão gia hỏa nguyên anh trung kỳ. Mà ý của Giản Hóa Phàm rất rõ ràng, không muốn ra tay với Tử Vĩ hoặc là người của Tử gia, chỉ là muốn một tiểu tu sĩ kim đan nhỏ bé như mình đi huyết tế phá kết giới. Thật là tàn nhẫn. Ở tu chân giới, kẻ yếu chỉ là con kiến hôi, là người mà cường giả tiện tay là có thể xóa sạch. Trong lòng Dương Bách Xuyên thổn thức. Nhớ kỹ cảnh tượng hôm nay, sau này phải học tập chắc chắn một chút, nếu con không có thực lực, ở trong mắt kẻ thù ngươi chỉ là con kiến hôi, ở trong mắt bằng hữu sẽ không có giá trị, cái tên mập mạp này lựa chọn im lặng là rất bình thường. Hãy ghi nhớ cảnh tượng hôm nay để trở thành động lực thúc đẩy con sau này tu luyện, quy luật của tu giả giới mãi mãi là người mạnh nhất làm vua. Giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên. Khác với ngày xưa, lần này sư phụ lên tiếng không có chửi bới, mà giọng nói của ông vô cùng bình tĩnh. Dương Bách Xuyên cười khổ, ở trong lòng nói, lão già, bài học hôm nay vô cùng sinh động, con sợ là sẽ mãi mãi không quên. Coi như không tệ, đối mặt với tam đại cao thủ mà tâm tình vẫn bình tĩnh, tiểu tử con trưởng thành rồi. Vân Thiên Tà lại nói thêm một câu. Con không bình tĩnh thì có thể làm gì bây giờ? Chẳng lẽ sợ hãi cầu xin tha thứ? Bọn họ sẽ buông tha cho con ư? Hơn nữa, thỏ không vội không cắn người, con cũng không phải không có tư cách liều mạng đánh một trận. Nói đến cuối cùng, đáy lòng Dương Bách Xuyên thăng lên chiến ý và sát ý vô biên, cho dù chết, hắn cũng sẽ cắn mất một khối thịt trên người kẻ thù. Ha ha ha, Vân Thiên Tà cười to trong đầu Dương Bách Xuyên, ngay sau đó nói tốt, không hổ là đồ đệ của Vân Thiên Tà ta, rơi vào bước đường cùng vẫn giữ được khí thế như cũ, cứ duy trì tâm tính này. Bước đường cùng trên con đường tu chân thường sẽ ngoài dự liệu của người khác. Nhưng có vi sư ở đây, vẫn còn bù đắp được vào những lúc con liều mạng, ở trong mắt người ba người bọn họ là cao thủ nguyên anh trung kỳ, ngược lại trong mắt vi sư ba người bọn họ cộng lại cũng không bằng con kiến hôi. Bọn họ không phải đã để cho con huyết tế kết giới sao? Con cứ giả vờ đi qua đó là được, ha ha. Vân Thiên Tà cười to nói. Dương Bách Xuyên hồi lâu không nói gì, lão già chết tiệt. Con không có tâm trạng đùa giỡn với người, chồn nhỏ vẫn ở trong đó, không biết sống chết ra sao. Tiểu tử thối, thả lỏng chút đi, chính vì vi sư biết chồn của con ở trong hố lớn, cho nên mới cho con đi đụng kết giới, chẳng lẽ con quên mất linh trùng nhân diện sao? Vân Thiên Tà cười tủm tỉm nói. Trùng, Dương Bách Xuyên ngẩn người, đột nhiên hiểu được ý của sư phụ, đích thật trùng miễn nhiễm với pháp thuật, cộng thêm có thể phá vỡ kết giới, để cho trùng phá kết giới. Thật đúng là có thể, đến lúc đó hắn có thể vọt vào hố lớn đi cứu chồn nhỏ. Nhưng sau khi kết giới bị Giản Hóa Phàm phá vỡ, chẳng phải ba người bọn họ vẫn đi theo vào sao? Nguy hiểm thế ư? Dương Bách Xuyên nói ra suy nghĩ của mình với sư phụ ở trong đầu. Tiểu tử thối, đã nói có vi sư ở đây rồi mà, con lo lắng cái quái gì chứ? Con cứ để linh trùng nhân diện phá kết giới đi, vi sư có rất nhiều thủ đoạn, duy trì kết giới không phá. Như vậy con có thể vọt vào, nhưng không phá kết giới thì những người khác lại không vào được. Vân Thiên Tà sâu kín nói. Ánh mắt Dương Bách Xuyên thoáng cái sáng lên. Lúc này, Giản Hóa Phàm của M. Dương Tông nhìn thấy Tử Vĩ im lặng, ông ta đắc ý cười. Dương Bách Xuyên lại mở miệng nói, Từ đại ca không cần khó xử, không phải chỉ là huyết tế kết giới sao, ta đi đụng vào là được chứ gì. Dương huynh đệ, Tử Vĩ muốn nói lại thôi. Ha ha ha, tiểu tử, coi như ngươi thức thời, nhanh lên đi, đừng chờ lão phu động thủ. Giản Hóa Phàm cười to, tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ông ta. Dương Bách Xuyên lạnh lùng nhìn Giản Hóa Phàm, ở trong lòng hạ lệnh với Yêu Vương Tiểu Bạch, mau đi đi, đến phương xa chờ ta. Chủ nhân, đi đi, ta tự có tính toán. Giống Yêu Vương Tiểu Bạch phát ra một tiếng gầm dài và vỗ cánh. Bay sát mặt đất rồi biến mất trong nháy mắt. Mà ba người Giản Hóa Phàm cũng không ngăn cản, một yêu cầm tứ giai muốn chạy trốn cũng không phải chuyện đơn giản. Chờ Yêu Vương Tiểu Bạch lập tức rời đi, côn trùng trong lỗ tai Dương Bách Xuyên vèo một cái đi ra sông về phía sau bắc đầu địa sát kết giới, Dương Bách Xuyên lắc người vọt tới.
Cảnh tượng này ở trong mắt đám người giản hóa phàm là biểu hiện khuất phục của Dương Bách Xuyên, là hắn muốn tự sát đi va chạm huyết tế kết giới. Đối với việc này, giản hóa phàm đã cười mỉm trong tay làm ra một thủ quyết, chuẩn bị chờ sau khi Dương Bách Xuyên huyết tế sẽ vận dụng bí pháp phá vỡ kết giới. Nhưng mà đúng lúc này nhớ tới giọng nói của Dương Bách Xuyên, lão bất tử giản hóa phàm, ta nhớ kỹ ba tên khốn kiếp các ngươi, nếu lần này không chết, nhất định sẽ hận các ngươi thấu xương. Giờ khắc này, đầu của Dương Bách Xuyên đụng vào kết giới. Muốn chết. Sau khi giản hóa phàm nghe được Dương Bách Xuyên mắng chửi, ánh mắt híp lại, nhưng lại không động thủ, bởi vì ông ta biết sức mạnh phản phệ của kết giới mạnh mẽ cỡ nào. Chỉ là ba người có tu vi nguyên anh trung kỳ như bọn họ cũng bị sức mạnh cường đại của kết giới chấn động đến hộc máu, huống chi Dương Bách Xuyên chỉ là một kim đan trung kỳ nhỏ bé. Dù sao cũng phải chết, miệng lưỡi nhanh hơn suy nghĩ, ông ta cũng không so đo với Dương Bách Xuyên nữa. Nhưng sau một khắc, ba người giản hóa phàm mở to hai mắt. Chỉ thấy rõ ràng đầu của Dương Bách Xuyên đụng tới kết giới, theo lý mà nói thì sẽ bị sức mạnh cường đại của kết giới phản phệ. Thân thể lập tức bị nghiền nát hóa thành một đám mưa máu mới đúng. Thế nhưng tình huống thực tế là, ở trong mắt bọn họ, đầu của Dương Bách Xuyên trực tiếp chui vào trong kết giới. Giống như là cho đầu vào trong nước vậy. Đảo mắt liền biến mất ở kết giới. Chuyện này, trong lòng Từ Vĩ run lên, lúc này hắn ta có chút hối hận. Làm sao có thể? Không thể nào. Tiểu tử kia. Sắc mặt của ba người giản hóa phàm đặc sắc đến cực điểm, ai cũng không ngờ Dương Bách Xuyên lại có thể chui vào trong kết giới. Hơn nữa kết giới cũng không bị phá hỏng. Đây mới là chỗ kỳ lạ. Nghĩ lại, mấy người đều biết đây là do bản thân Dương Bách Xuyên có gì đó kỳ quái, trong tay hắn nhất định có pháp khí gì đó có thể phá kết giới, thế gian có vô số pháp khí, cũng có muôn vàn công dụng, loại khả năng này không phải không có. Vẻ mặt giản hóa phàm đen lại. Hắn biết đã bị Dương Bách Xuyên đùa bỡn. Đột nhiên quay đầu lại trừng mắt hỏi Từ Vĩ, Từ gia, tiểu tử kia có lai lịch thế nào vậy? Lúc này trong lòng giản hóa phàm có chút lo lắng, chỉ là kim đan nho nhỏ mà có yêu cầm tứ giai làm vật cưỡi, có thể phá sao bắt đầu địa sát kết giới mà vào trong đó, tuyệt đối không đơn giản, không chừng chính là hậu bối của thế lực lớn nào đó. Tuy rằng Dương Tông cũng là đại tông môn, nhưng cũng không phải thế lực mạnh nhất ở toàn bộ Sơn Hải giới. Giản hóa phàm biết Sơn Hải giới vẫn còn tồn tại thế lực siêu cấp, chỉ mong tiểu tử kia không phải là hậu bối của đại tộc đại thế lực. Giờ phút này Từ Vĩ cũng cùng suy nghĩ với giản hóa phàm, hắn ta có chút hối hận vì đã không có lòng ủng hộ Dương Bách Xuyên, nếu như Dương Bách Xuyên thật sự là người của thế lực lớn nào đó, hắn ta sẽ thiệt thòi lớn. Nghĩ tới đây, trong lòng Từ Vĩ có chút buồn bực nói, mẹ nó, ta làm sao biết được, hắn là do ta tìm đến hợp tác ở cửa môn hộ. Chỉ biết hắn tên là Dương Bách Xuyên, ngoài ra không biết gì thêm. Dương Bách Xuyên, cái tên này lọt vào tai giản hóa phàm rất quen thuộc đó, ông ta lẩm bẩm hồi tưởng lại một chút, lập tức nảy lên sát ý ngút trời, quần áo toàn thân đều phấp phới như có gió lớn thổi qua. Giản hóa phàm đột nhiên nhớ tới 2 tháng trước cháu trai giản thành mình yêu thương nhất bị giết, căn cứ vào tin tức mà thành chủ U Dương Hải Đường của thành Chiêu Giao điều tra thì cháu trai giản thành là bị Dương Bách Xuyên giết chết. Lúc ấy ông ta còn đặc biệt phái người đi điều tra truy sát, nhưng sau đó nghe U Dương Hải Đường nói Dương Bách Xuyên cấu kết với yêu tộc, có khả năng đã đến đại hoang rồi, không nghĩ tới người sát hại cháu trai đang ở ngay trước mắt. Giản huynh, nếu tiểu tử kia tiến vào kết giới, ta thấy chúng ta nên kiên quyết phá kết giới đi. Phương mắt to nói. Giản hóa phàm hít sâu một hơi nhìn chằm chằm kết giới, ánh mắt như muốn xuyên qua kết giới giết chết Dương Bách Xuyên. Ông ta nói, chúng ta liên thủ phá giới. Vù 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 vù. Đúng lúc này 4 phía lần lượt xuất hiện từng bóng người, tất cả đều hội tụ đến. Sắc mặt 3 người giản hóa phàm biến đổi nhưng cũng chua xót, tóm lại những người này tới cũng nhanh thật đấy, chắc chắn là sau khi nhìn thấy kết giới phóng lên cao nên Sequira đám mới chạy tới đây, người có thể đến cũng không phải kẻ yếu, tất cả đều là khí tức nguyên anh, trong đó không thiếu cao thủ nguyên anh trung kỳ. Nếu như Dương Bách Xuyên quay lại, ông ta sẽ nhận ra người quen tưới, đại thành chủ thành tán tu Lê Nặc rõ ràng cũng ở trong đội ngũ đó. Từ Vĩ nhìn thấy sắc mặt khó coi của 3 người, trong lòng vui sướng khi người gặp họa, lúc này náo nhiệt rồi, nhìn 3 lão bất tử các ngươi đắc ý đi, còn muốn độc chiếm thiên tài địa bảo,
ảo tưởng vừa thôi. Không nói đến phong vân hội tụ bên ngoài kết giới, giờ phút này Dương Bách Xuyên cũng đang ở một thế giới khác. Từ lúc hắn để cho trùng phá kết giới, đến lúc sư phụ ra tay, đầu của hắn đột nhiên chui vào kết giới, nhảy vào trong hố lớn sâu mấy chục thước, cảm giác cũng chính là công phu trong chớp mắt. Hồ cuối cùng cũng qua nửa kiếp. Nói nửa kiếp là bởi vì Dương Bách Xuyên biết, kết giới phía trên không chừng vẫn chưa bị phá ra, lúc đó ba người giản hóa phàm vẫn có thể xuống. Nhưng Dương Bách Xuyên không biết giờ phút này bên ngoài kết giới đã hội tụ 120 cao thủ, không chỉ có ba người giản hóa phàm. Thở dài một hơi, lúc này Dương Bách Xuyên mới đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Nơi này đích thật là một cái hố lớn, nhìn thấy khoảng cách với mặt đất hơn 30 thước. Dưới chân không có bùn đất mà là từng khối đá đen bằng phẳng, ở bức tường xung quanh có rất nhiều ký hiệu cổ xưa lóng lánh, chính là những ký hiệu này hình thành trận pháp kết giới, cũng chiếu sáng vị trí không gian. Ở phía trước Dương Bách Xuyên là một lối đi, nhìn qua cũng có ký hiệu lóng lánh, nhưng lại không sáng bằng những ký hiệu dưới chân, lối đi cao rộng 3 thước, còn ký hiệu thì như ẩn như hiện giống như ngôi sao, nhìn qua có quy luật nào đó. Dương Bách Xuyên sư cố gắng dùng linh thạch đi xem xét tình hình, nhưng lại không vận dụng được linh thức, nơi này ngăn cách linh thức. Nhìn quanh bốn phía cũng không có lối đi nào khác, chỉ có một lối đi trước mắt không biết thông đến phương nào. Không để ý, Dương Bách Xuyên cũng cảm giác được chồn nhỏ tồn tại, hiện tại đã không còn đường lui, cho dù phía trước hắn là đầm rồng hang hổ hắn cũng phải đi, không vì mình cũng vì có thể tìm được chồn nhỏ hương hương. Không thể dùng linh thức cũng chỉ có thể từng bước đi qua. Nơi này quá quỷ dị, cũng không biết là nơi nào, càng không biết có cái gì, Dương Bách Xuyên đã dùng giáp nhật nguyệt càn khôn và kiếm đồ long để kiểm tra một lượt, thấy không có vấn đề gì mới tiếp tục đi. Cũng may hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của chồn nhỏ, biết phương hướng cơ bản thì dễ tìm rồi. Bây giờ điều hắn lo lắng là không biết thương thế của chồn nhỏ có nghiêm trọng không, nghe lão bất tử kia nói. Chồn nhỏ bị châm truy hồn hàn băng chó má gì đó của ông ta đâm bị thương, thực lực tu vi của lão bất tử kia là nguyên anh trung kỳ, nghĩ đến thủ đoạn có lẽ rất lợi hại. Thật lo lắng cho chồn nhỏ xảy ra chuyện gì không may. Thật cẩn thận bước vào trong lối đi, một khắc nào đó, ánh mắt Dương Bách Xuyên co rụt lại, hắn nhìn thấy một vài hoa văn khắc họa trên vách tường. Kỳ lạ là nội dung biểu đạt trên hoa văn như vậy quá mức khiến người ta kinh hãi. Ban đầu, Dương Bách Xuyên nhìn thấy chính là một ma đầu đang giết người, giết vô số người đến nỗi máu chảy thành sông, cuối cùng xuất hiện 9 người cùng nhau trấn áp ma đầu này, một trận đại chiến long trời lở đất. Cuối cùng 9 đại cao thủ vẫn không chém chết ma đầu này, mà phong ấn nó trong một cái quan tài, đồng thời dùng đại pháp lực trấn áp ở sâu trong một tòa núi lớn, hoa văn phía sau chính là hậu nhân cao cấp tuyệt đối không được đụng chạm vào quan tài phong ấn kia, nếu không sẽ trăm họ lầm than. Sau khi xem xong, trong lòng Dương Bách Xuyên đột nhiên điên cuồng nhảy dựng, nhìn núi lớn dùng để trấn áp phong ấn ma đầu đại lại rất giống với núi La Phù. Lúc hắn và Tử Vĩ tiến vào núi La Phù vẫn luôn phi hành trên bầu trời, quan sát núi La Phù 5.000 dặm, mà bức hoa văn cuối cùng này có hơn phân nửa chính là địa hình bên ngoài núi La Phù mà hắn từng thấy qua. Hơn nữa hiện tại xuất hiện lối đi và những hoa văn trên vách tường của lối đi này, toàn bộ lối đi như ẩn như hiện những ký hiệu của di tích. Khiến tim Dương Bách Xuyên đập nhanh hơn. Nơi này không phải là nơi trấn áp phong ấn ma đầu trong bản vẽ chứ? Hắn nuốt nước bọt tự nói. Trong đầu Dương Bách Xuyên lập tức hỏi lão già, sư phụ, người có thể nhìn ra tác dụng của những ký hiệu này không? Giọng nói Vân Thiên Tà lập tức khẽ vang lên nói, ôi ký hiệu nơi này rất cổ xưa, rất thú vị đó. Lão già chết tiệt, đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói những hoa văn và ký hiệu này biểu đạt nội dung gì của những chuyện đã xảy ra chuyện vậy. Dương Bách Xuyên chất vấn lão già. Loại ký hiệu này ở tu chân giới cũng rất hiếm thấy, ký hiệu thượng cổ và ký hiệu hiện tại rất khác nhau, phàm là người có thể khắc ký hiệu bậc này cũng không đơn giản nha, trên những hoa văn này đều có dấu ấn ngôi sao, hẳn là miêu tả rất chân thật. Nghĩ có vẻ đây thật sự là nơi trấn áp phong ấn ma đầu, bất kể có phải ma đầu thật hay không còn khó nói. Nhưng nhìn những ký hiệu này, người bị phong ấn cũng không phải kẻ hiền lành gì, nên thật cẩn thận vẫn tốt hơn. Nghe lão già nói xong, trong lòng Dương Bách Xuyên căng thẳng, nhưng đã đi vào rồi cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước.
Lúc này hắn vừa ngẩng đầu mới phát hiện, bất chi bất giác đã đi tới cuối lối đi, lại phát hiện không còn đường. Phía trước lại là một bức tường, phía trên có ký hiệu dày đặc, nhưng có quy luật sắp xếp rất rõ ràng. Hắn nhấc chân định về phía trước, định đi qua xem thử. Lại bị sư phụ Vân Thiên Tà lên tiếng ngăn cản, tiểu tử thối đừng lộn xộn, đây là ký hiệu trận pháp, nóng vội không biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu, chờ vi sư nhìn xem rồi nói. Lời này khiến Dương Bách Xuyên dừng bước, chán đổ mồ hôi, ngoan ngoãn chờ sư phụ nghiên cứu. Hồi lâu sau chỉ nghe sư phụ trầm giọng nói, có sát trận, phòng ngự, ảo trận, không gian. Tồn tại, gần như bao trùm toàn diện, trong những ký hiệu này thế mà lại có quy tắc sức mạnh, xem ra người khác ký hiệu cũng là hạng người đại thừa. May mắn tiểu tử con không đụng chạm, nếu không lúc này vi sư sẽ phải làm người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh rồi. Trong giọng nói của Vân Thiên Tà kèm theo sự trêu chọc. Con, lão già chết tiệt, người nguyền rủa đồ đệ của mình như thế à? Dương Bách Xuyên tức giận nói. Ha ha, ta đùa thôi, đừng coi là thật. Vân Thiên Tà nói tức chết người không đền mạng. Dương Bách Xuyên mất kiên nhẫn nói, được được, nghe ý người nói vậy chắc là đã nhìn ra ẩn ý trên đó rồi à? Nói nhảm, vi sư đường đường là thập nhị kiếp tán tiên chí tôn. Chút ký hiệu trận pháp đấy mà nhìn không thấu chẳng phải là sống vô ích sao? Vân Thiên Tà nổi giận đùng đùng. Vậy mau nói cho con biết đi, bây giờ con rất lo lắng cho chồn nhỏ, hơn nữa bên ngoài còn có ba lão bất tử cao thủ Nguyên Anh Trung Kỳ, nếu bọn họ phá kết giới tiến vào, con chỉ có một con đường chết. Dương Bách Xuyên thật sự sốt ruột. Vân Thiên Tà khinh thường nói, lo lắng cái quái gì, không gian bình càn khôn để không sao. Dương Bách Xuyên như mới tỉnh mộng, chợt hình như cũng đúng nha, thế mà con quên mất không gian bình càn khôn, thời điểm mấu chốt cùng lắm thì con trốn vào bình càn khôn là được rồi. Được rồi, ký hiệu trận pháp này chỉ có một sinh môn, cục 9 phần chết 1 phần sống, cần phải sắp xếp lại ký hiệu, vi sư nói cho con hiểu cái nào thì con liền truyền chân khí vào ký hiệu đó, không thể sai một cái sẽ động đế sát trận, cho dù làm thế nào cũng không giữ được con, đồ chơi này không thể xem thường. Vân Thiên Tà dặn dò. Cái kia là sinh môn sao, làm sao đi vào? Dương Bách Xuyên hỏi. Sinh môn chính là ký hiệu không gian, một cái có 9 ký hiệu không gian, khi con thắp sáng tất cả nó sẽ xuất hiện sức mạnh không gian đưa con truyền tống. Vân Thiên Tà giải thích. Dương Bách Xuyên sửng sốt nói, truyền tống đi đâu? Tiểu tử thối, nói nhảm nhiều thế, vi sư lại chưa từng đi qua, làm sao biết truyền tống đi đâu? Dù sao cũng là sinh môn, đi vào không chết người là được rồi. Vân Thiên Tà mất kiên nhẫn nói. Vẻ mặt Dương Bách Xuyên lập tức đen lại, câm nín không biết nói gì, lúc này hắn cảm thấy lão già rất không đáng tin cậy. Hàng thứ tư ở góc dưới bên trái, ký hiệu thứ 8. Lập tức, Vân Thiên Tà đã bắt đầu chỉ huy. Dương Bách Xuyên theo lời Vân Thiên Tà từng bước bắt đầu lần mò tìm kiếm trong đống ký hiệu rậm rạp ở trên tường. Vách tường chính diện trái lại không lớn, cũng chỉ cao 3 thước, nhưng ký hiệu trên vách tường lại rậm rạp chẳng chịt đến mấy trăm cái, hình thành ký hiệu trận pháp lục mang tinh phủ đầy toàn bộ vách tường. Thoạt nhìn những ký hiệu này rất lộn xộn, nhưng khi nhìn kỹ lại có đạo lý rất huyền diệu, dù sao từng hàng có dấu vết để lần theo. Hơn nữa mỗi ký hiệu đều kề sát nhau, khoảng trống cũng chỉ rộng hai ngón tay, không cẩn thận điểm sai ký hiệu, theo lời sư phụ nói chính là vấn đề lớn. Ôi chao, tiểu tử thối ngốc quá đi, tìm thẳng lên. Vân Thiên Tà thấy Dương Bách Xuyên còn đang nhìn từng cái một, nhịn không được mắng ra. Ách lão già chết tiệt, sao không sớm nói. Dương Bách Xuyên mắng một câu, quả nhiên tìm thẳng lên trên, rất nhanh tìm được ký hiệu thứ 8 ở hàng thứ 4. Nhưng cũng không trách được, ký hiệu đầy vách tường dù sao cũng có thể căn chỉnh ngang dọc tùy ý. Lập tức thôi thúc chân khí chỉ đầu ngón tay lên trên đó, sau một khắc. Ký hiệu này sáng lên, phát ra ngân quang giống như là ngôi sao. Nhìn ngang, bên phải hàng đầu tiên, cái thứ 3 Vân Thiên Tà tiếp tục chỉ huy. Dương Bách Xuyên theo đó thắp sáng ký hiệu thứ 2. Nhìn ngang hàng thứ 9, cái thứ 9. 10 phút sau, Dương Bách Xuyên đã thắp sáng ký hiệu thứ 8. Đây là lúc hắn phát hiện vị trí của những ký hiệu này tạo thành một ký hiệu lớn có hình dạng rất kỳ quái. Cái cuối cùng. Nhìn dọc ký hiệu thứ 7 của hàng thứ 2. Vân Thiên Tà nói ra vị trí ký hiệu cuối cùng.
Sau khi Dương Bách Xuyên tìm được, đang muốn thôi thúc chân khí thắp sáng thì đột nhiên lại dừng lại, bởi vì hắn nhớ tới một vấn đề quan trọng. Lão già, người nói con thắp sáng ký hiệu này sẽ mở ra truyền tống trận, nhưng nếu con đi, ngộ nhỡ những người bên ngoài tiến vào, theo truyền tống trận chẳng phải là tìm được con sao? Chẳng khác nào cũng mở cửa cho kẻ thù chứ. Vào lúc ấn ký hiệu cuối cùng, Dương Bách Xuyên nghĩ đến vấn đề này nên dừng lại hỏi sư phụ Vân Thiên Tà. Tiểu tử thối đừng lo lắng chuyện này, những thứ này là ký hiệu pháp tắc, trận pháp sắp xếp cũng vô cùng huyền diệu, chờ sau khi con bị truyền tống đi vào, những ký hiệu này sẽ sắp xếp lại theo một biến hóa khác. Cho dù những người bên ngoài có thể tiến vào, chỉ với chút đạo hạnh của bọn họ mà muốn tìm ra sinh môn cũng phải trả một cái giá rất lớn. Vân Thiên Tà nói. Lần này Dương Bách Xuyên yên tâm, ngẫm lại cũng đúng, những ký hiệu trên vách tường này quả thực giống như mở khóa số. Hơn nữa nếu sơ ý một chút sẽ kích phát sát trật gì đó, thật nguy hiểm, giản hóa phàm và những lão già kia muốn tiến vào thật đúng là chuyện không dễ dàng. Sau đó Dương Bách Xuyên thắp sáng ký hiệu cuối cùng. Ầm ầm. Sau khi một ký hiệu cuối cùng sáng lên, 9 ký hiệu có cảm ứng lẫn nhau, tinh quang lấp lánh, sau khi một tiếng rung động nặng nề vang lên Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy lực hút thật lớn từ vách tường truyền đến. Hắn theo bản năng liền muốn chống cự lại. Lúc này, sư phụ Vân Thiên Tà nói, đây là lực không gian không có nguy hiểm, đừng có chống cự, cứ thuận theo tự nhiên là được rồi. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên không chống cự nữa, ở trong ánh sáng ngôi sao chói mắt, hắn theo bản năng nhắm mắt lại. Ngay sau đó, hắn cảm thấy thân thể quay cuồng như trời đất xoay chuyển. Lúc dưới chân cảm nhận được sự chân thực, hắn mở mắt lần nữa thì đã không còn vách tường đầy ký hiệu ở lối đi như trước, mà là xuất hiện ở trong một đại điện trống trải. Một đại điện rộng hơn 300 mét vuông. Toàn bộ đại điện đều được xây dựng bằng thạch đá đen như mực, duy chỉ có trên đỉnh đại điện cao ước chừng mấy chục trượng là một mảnh tinh không. Ở đây quá mức quỷ dị. Dương Bách Xuyên có thể khẳng định nơi này tinh không tuyệt đối không phải là ngôi sao thật sự. Bỗng nhiên cả người Dương Bách Xuyên chấn động, hắn cảm giác được khí thức của chồn nhỏ Hương Hương. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại thì nhìn thấy chồn nhỏ ở giữa đại điện. Giờ phút này, ở giữa đại điện có tế đàn cao hơn một thước, phía trên quả thật có một quan tài, chính là quan tài trên hoa văn nhìn thấy ở lối đi lúc trước. Một cái quan tài khổng lồ đen kịt như mực, hòa làm một thể với màu sắc của toàn bộ đại điện. Mà lúc này chồn nhỏ đang ở trên quan tài này. Hương Hương. Dương Bách Xuyên vừa sợ vừa mừng, cuối cùng cũng tìm thấy chồn nhỏ. Lúc này hắn không thèm để ý gì nữa, dưới chân khẽ động đi về phía tế đàn, hắn gọi chồn nhỏ một tiếng, nhưng chồn nhỏ lại không hề phản ứng, không nhúc nhích nằm sấp trên quan tài đen kịt. Lúc Dương Bách Xuyên đến phía trước tế đàn, nhảy lên rồi hạ người xuống tế đàn, hắn đưa tay chộp về phía chồn nhỏ Hương Hương thì biến cố xuất hiện. Hoặc có lẽ là cảnh tượng xuất hiện vượt ra khỏi nhận thức của hắn. Rõ ràng đưa tay chộp về phía chồn nhỏ, nhưng lại không ngờ bắt trúng không khí. Không có gì cả. Mà lúc này hắn cũng đặt chân lên tế đàn, thế nhưng thoáng cái dẫm hụt vào không trung. Ảo ảnh. Tất cả mọi thứ đều là ảo cảnh. Con chồn không tồn tại, quan tài cũng vậy, tế đàn càng là như thế. Tình huống lúc này giống như một hình chiếu 3D vậy. Bất kể là tế đàn hay là quan tài đen kịt và chồn nhỏ trên quan tài đều chỉ là một hình chiếu. Thân thể rơi xuống đất. Dưới chân dẫm lên sàn đại điện, chồn nhỏ trên đỉnh đầu và quan tài vẫn tồn tại như trước, nhưng khi muốn chạm vào lại là không khí. Rõ ràng nhìn thấy nhưng không bắt được cũng không sờ được. Dương Bách Xuyên hồi lâu vẫn chưa lấy lại ngôi sao, sững sờ nhìn khung cảnh quanh người mình. Hắn xác định đây không phải ảo cảnh, rất chân thật, nhưng nó thực sự không phải là một thực thể thực sự. Hương Hương. Dương Bách Xuyên gọi to về phía chồn nhỏ. Không có chút phản ứng nào. Điều kỳ lạ chính là giờ phút này hắn có thể cảm nhận được khí tức của chồn nhỏ đang ở trước mắt. Nhưng, lão già, xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng Dương Bách Xuyên đều mơ màng. Nếu như vi sư đoán không sai, M Dương nghịch chuyển lật thiên trận, xem ra phiền phức lớn rồi. Vân Thiên Tà trầm giọng nói. Lời nói của lão già làm cho Dương Bách Xuyên căng thẳng. Hắn rất ít khi nghe sư phụ nói chuyện bằng giọng điệu nghiêm trọng như thế.
M Dương nghịch chuyển lật thiên trận là gì chứ? Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi ra, chuyện liên quan đến chồn nhỏ hắn không thể không khẩn trương. M Dương điên đảo, bình càn khôn nghịch chuyển, rối loạn thời không, đặc điểm của M Dương nghịch chuyển lật thiên trận, mấy vạn năm trước vi sư đã gặp qua một lần, nhưng không biết phá giải như thế nào. Giọng điệu của Vân Thiên Tà có chút trầm thấp. Không phải chứ, lão già, ngay cả người cũng không biết phá giải như thế nào sao? Lần này Dương Bách Xuyên thật sự rất ngạc nhiên, ở trong ảnh hưởng của hắn, lão già nhà mình quả thực là không gì không làm được, đương nhiên ngoại trừ việc không thể có thân thể để ra khỏi bình càn khôn bình, tri thức uyên bác, tu chân biết thì không lý nào ông không biết. Thế nhưng bây giờ ông lại nói không biết phá giải như thế nào, chỉ nhận ra là M Dương nghịch chuyển lật thiên trận. Khụ khụ tiểu tử vô liêm sỉ, đạo tu chân có vô số điều kỳ lạ, dưới sự vận chuyển của thiên đạo, ai có thể thật sự nhìn thấu phía chân trời chứ? Tu chân cũng là con đường tìm hiểu đại đạo, năm tháng tích lũy vô số thủ đoạn tu chân thần thông đạo pháp, làm sao có thể toàn thông? Vi sư cũng không phải người vạn năng, lúc này Vân Thiên Tà xấu hổ nói không nên lời. Không phải, lão già, không phải người được xưng là thập nhị kiếp tán tiên chí tôn sao, sao người có thể nói không biết phá giải thế nào chứ? Dương Bách Xuyên ngạc nhiên nói. Tiểu tử khốn khiếp này, vi sư là tán tiên chí tôn không sai, nhưng mà... Ôi chao, giải thích với tiểu tử thối nhà con những thứ này làm gì, thời gian này chi bằng con nhìn xung quanh xem có thể tìm ra chút dấu vết nào không, giải cứu chồn nhỏ của con. Vân Thiên Tà tức giận, bị đồ đệ khinh bỉ rất khó chịu. Được rồi, người cũng nói cũng đúng, có thời gian cãi nhau với người chi bằng con tự mình đi tìm manh mối con hơn, dù sao người cũng không biết. Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt nói. Khốn khiếp, cho dù vi sư không biết, cũng có thể tìm được manh mối. Được, chúng ta cùng nhau tìm đi, ha ha. Sau khi thành công chọc giận lão già một hồi, tâm trạng Dương Bách Xuyên vui vẻ nở nụ cười. Nghiệp chướng, làm tức chết vi sư. Nửa canh giờ sau, Dương Bách Xuyên kiểm tra mọi ngóc ngách của toàn bộ đại điện cũng không phát hiện bất kỳ dấu vết gì, trong đại điện to lớn lại rỗng tuếch, đừng nói là vết tích của trận pháp hoặc là những thứ khác, ngay cả một cái bàn đá ghế đá cũng không có. Lão già, người có phát hiện gì không? Dương Bách Xuyên hơi uể oải hỏi sư phụ. Vân Thiên Tà không trả lời ngay mà trầm ngâm nói, đại điện này ngay cả một sợi tơ nhện cũng không có. Hiện tại xem ra chỗ duy nhất không bình thường chính là manh mối. Trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ động, lão già, người nói. Trên đỉnh đầu. Nếu không con cho rằng thế nào, rõ ràng là đại điện cũng không có nóc nhà, trái lại là một mảnh tinh không, điều này trái với logic cho nên không bình thường, nhưng cũng là manh mối, chuẩn bị phi thân lên xem thử đi, nếu vi sư đoán không sai, tinh không trên đỉnh đầu chính là lối vào M Dương nghịch chuyển lật thiên trận. Con nhìn thấy chồn nhỏ, tế đàn, quan tài rất có thể là hư ảnh từ trong tinh không chiếu xuống, đại điện thật sự sẽ ẩn giấu ở hư không trên đỉnh đầu. Vân Thiên Tà chậm rãi phân tích. Dương Bách Xuyên nghe dường như cũng chỉ có khả năng này, bởi vì tinh không trên đỉnh đầu chính là nơi đặc biệt duy nhất trong toàn bộ đại điện. Nếu thật sự đúng như phân tích của sư phụ, vậy đại điện này cũng chỉ là tồn tại hư ảo. Không đúng. Lão già, theo người nói thì cái đại điện này cũng là giả, nhưng đá ở toàn bộ đại điện đều rất chân thực, cái này không làm giả được, như vậy sao biết được? Dương Bách Xuyên cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Trong con đường tu chân, tất cả đều có khả năng, đã nói là M Dương nghịch chuyển lật thiên trận, trời đất đảo lộn, âm dương đảo ngược, thật thật giả giả, hư hư thực thực, có đôi khi tận mắt nhìn thấy chưa chắc là thật, con muốn dùng tư duy hiện hữu để nhìn vấn đề, nghiêm túc con sẽ thua. Giờ phút này Vân Thiên Tà nghiêm túc dạy Dương Bách Xuyên một lần. Vậy có nguy hiểm không? Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn tinh không trên đỉnh đầu và hỏi. Nói nhảm thế, cánh tay to như vậy sẽ không có nguy hiểm, nhưng hễ là trận pháp thì đều có dấu vết để lần theo, cẩn thận quan sát thứ tự sắp xếp của tinh không, tìm ra ngôi sao giao hợp âm dương chắc là có thể tiến vào trong đó, một bước đi sai sẽ vĩnh viễn bị lạc ở tinh không. Phiến tinh không này mặc dù được hình thành do trận pháp bày ra, thế nhưng ngôi sao mãn thiên lại lương ứng với ngôi sao chư thiên, quỹ tích cũng giống như tinh không trong thế giới vô biên, trong đó có quy luật đại đạo cho nên phải đi cẩn thận, đi sai một phương hướng, vi sư cũng không dám bảo đảm con có thể ra được hay không. Vân Thiên Tà nghiêm túc cảnh cáo. Trong lòng Dương Bách Xuyên nóng lòng nói, lão già đáng chết,
con không hiểu những thứ này đâu, người trực tiếp tìm sinh môn cho con tiến vào không phải là được sao? Tiểu tử thối, nghe cho kỹ, thiên tinh không này hiện tại chắc chắn là diễn biến của trận pháp, nhưng tương ứng với ngôi sao chư thiên, mặc dù có nguy hiểm mất phương hướng nhưng cũng có nhiều lợi ích, có thể giúp con cảm ngộ biến hóa của ngôi sao chư thiên ở khoảng cách gần như vậy, đối với tu luyện là cơ hội vô cùng hiếm có. Bình thường muốn cảm ngộ con đường biến hóa của ngôi sao chư thiên, không có xuất khiếu âm dương đi vào tu vi cõi thần tiên thì đừng mơ tưởng, nhưng bây giờ con lại có thể đi tìm hiểu ở cự ly gần, có thể tiến bộ hay không thì phải xem tạo hóa của chính con. Tại thời điểm cảm ngộ chư thiên tinh không, con cần phải tìm ra nơi âm dương giao nhau là có thể tiến vào đại điện thật sự, yên tâm tìm hiểu đi, trận này có thể được đặc biệt tạo ra do phong ấn. Sẽ không có nguy hiểm lớn gì, cùng lắm chỉ là lạc ở tinh không, đi thử xem đi, dù sao con cũng không có đường lui. Vân Thiên Tà nói ngắn gọn ra một hướng đi cho Dương Bách Xuyên. Đối với việc này, Dương Bách Xuyên chỉ có thể kiên trì đi thử xem, lời nói của lão già tràn ngập sự không chắc chắn, nhưng ông nói không sai, hắn không có đường lui. Hơn nữa nếu cảm ngộ được ở phiến tinh không này, tu vi tiến bộ thì tốt còn gì bằng, bây giờ hắn rất cần thực lực. Không hề chậm trễ, hắn dậm chân phi thân đi lên tinh không trên đỉnh đầu. Nơi cách đại điện hơn 10 trượng chính là tinh không, ngay khi Dương Bách Xuyên phi thân đến gần 10 trượng, lập tức một lực hút cực lớn truyền tới, còn chưa kịp phản ứng, một khắc sau cảnh tượng xung quanh đã thay đổi. Linh khí cường đại tản ra, giống như đang bước vào một hồ nước vậy, từng đợt sóng linh khí dâng trào lên. Chỉ trong chớp mắt đại điện dưới chân đã biến mất không dấu vết, mà Dương Bách Xuyên cũng đã phát hiện ra bản thân mình đang ở trong tinh không vô tận. Từng ngôi sao treo cao trên chân trời tinh không vô cùng rực rỡ. Ở nơi này Dương Bách Xuyên cảm thấy linh khí của đất trời gần như đã trở thành sương mù. Dường như trên mỗi một ngôi sao đều có linh khí cuồn cuộn phát ra không ngừng. Toàn bộ tân tinh không có vô số ngôi sao, dù lớn hay nhỏ nhưng giữa chúng luôn hình thành một mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Dương Bách Xuyên biết đây không phải là những ngôi sao thực sự, nhưng chúng cũng là ngôi sao. Đó là do một cường đại thần thông dùng lực lượng tối cao bố trí để tạo thành trận pháp, có thể tương ứng với đại thế giới. Theo như lời sư phụ nói thì trận này lật đổ càn khôn, tuyệt đối không đơn giản. Điều quan trọng hơn chính là, lúc muốn trở về thì phải đi qua những hình vẽ kia. Đại trận tinh không cùng vô số ngôi sao tạo thành linh khí ở nơi này chắc hẳn cũng là vì để phong ấn trấn áp thứ được gọi là ma đầu. Nếu quả thực giống như tưởng tượng thì ma đầu bị phong ấn trấn áp kia thực sự là đại ma. Mà tất cả 9 cao thủ trấn áp ma đầu kia đều là những người có đạo hạnh thông thiên. 9 đại năng cùng một người ở trên hình vẽ không thể giết mà chỉ có thể phong ấn trấn áp ma đầu thì không biết đó là nhân vật bực nào nữa. Là người thượng cổ, hay là một sự tồn tại đỉnh cao của thời đại? Cho dù là người nào thì đây cũng là một sự tồn tại đầy ngưỡng vọng đối với Dương Bách Xuyên. Nhưng đồng thời cũng là một tồn tại mà hắn phải đối mặt một cách bất lực. Vì phải đi tìm chồn nhỏ, mà cũng không biết chồn nhỏ vào bằng cách nào được nhỉ. Đại trận thần bí phức tạp như thế vậy mà chồn nhỏ vào được. Ngay cả lão già cũng không nhìn thấu đại trận này. Chồn nhỏ xông vào được thì có thể là do thiên phú tìm bảo vật của chồn nhỏ bước đầu đã hiện ra, hoặc thật ra chồn nhỏ cũng chỉ vô tình mà đi vào cửa sổ. Cảm nhận được linh khí gần như đã thay đổi, kim đan trong cơ thể Dương Bách Xuyên xoay chuyển thật nhanh, giống như cá gặp nước, mọi lỗ chân lông đều giãn ra. Điều kiện tu luyện như trong mơ, quá tốt. Tốt như vậy ngược lại càng khiến cho Dương Bách Xuyên lo lắng bất an, đôi khi thuận buồm xuôi gió chưa chắc đã là chuyện tốt. Rốt cuộc trong lòng thấp thỏm không yên, hắn không dám dồn hết sức tu luyện nên Dương Bách Xuyên chuẩn bị đi hỏi ý kiến sư phụ, tránh để đến lúc đó lại vô tình chịu thua thiệt lớn. Lão già, linh khí ở đây dày đặc như vậy thì liệu có vấn đề gì không? Trong đầu không thấy sư phụ đáp lại. Dương Bách Xuyên không nhìn được lại kêu gào, sư phụ. Lão già, lão già. Kêu gào liên tiếp mấy tiếng như đá chìm đáy biển, sư phụ không hề đáp lại, hoàn toàn mất tin tức. Lần này trong lòng Dương Bách Xuyên hơi chán nản, cuối cùng rút ra kết luận, mảnh tinh không này ngăn cách tất cả mọi thứ. Cho nên hắn và lão già cũng bị cắt liên lạc. Kỳ lạ, quá mức quỷ dị. Trong lòng Dương Bách Xuyên đau khổ, lần này thì hay rồi, bước tiếp theo phải dựa hoàn toàn vào bản thân, không có lão già chỉ điểm, hắn.
hắn đành phải từ từ tìm kiếm. Nếu như không tìm được nơi âm dương giao hợp mà vào ẩn núp trong đại điện thực sự của tinh không thì chờ đợi hắn sẽ là bị lạc vĩnh viễn ở trong tinh không. Lơ lửng ở trong tinh không, Dương Bách Xuyên không dùng chân khí mà ở đây cũng không bị rơi xuống. Có lực lượng vô hình dẫn dắt. Cắt đứt liên lạc với sư phụ, Dương Bách Xuyên không có người để bàn luận cùng thành ra đành thử phi hành một vòng, tìm xem đường ra ở nơi nào. Tùy tiện bay về một hướng, cứ như thế 3 ngày trôi qua, Dương Bách Xuyên vẫn không thu hoạch được gì. Ở tinh không vô tận căn bản không cảm nhận được phương hướng, tất cả cảnh vật xung quanh đều giống nhau, cho dù hắn có phi hành như thế nào thì vẫn không có bất kỳ thay đổi gì. Đây là lúc hắn biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì coi như tự phi hành được 1 năm hay thậm chí thời gian lâu hơn cũng không sẽ có kết quả nên hắn dứt khoát không để ý nữa, dừng lại bắt đầu tu luyện. Lão già nói đúng, tu luyện ở đây có trợ giúp rất lớn với tâm cảnh, có một số gần như linh khí chống đỡ biến đổi thành sương mù, đối với việc tăng tu vi của hắn chắc chắn là một sự trợ giúp to lớn. Cái gì cũng có thể là giả tưởng nhưng linh khí tồn tại trong thiên địa tinh không là thật. Vì thế nên Dương Bách Xuyên cũng không phát hiện ra linh khí có điều gì bất thường. Nhưng mà, cho dù trong linh khí có điều bất thường thì càn khôn tạo hóa quyết của hắn cũng có thể ứng phó được. Hít sâu một hơi, Dương Bách Xuyên trôi lơ lửng ở trong tinh không, bắt đầu xoay chuyển công pháp tu luyện, mở rộng hấp thụ linh khí nơi này. Sau khi tiến vào trạng thái tu luyện, thời gian trôi qua thật nhanh. Cơ thể Dương Bách Xuyên trong tinh không cũng buông linh đài. Trong lúc hấp thu luyện hóa linh khí cũng cẩn thận cảm nhận biến hóa xung quanh. Giống như sư phụ nói, tu luyện trong tinh không có trợ giúp rất lớn với tâm cảnh. Trong ngày bình thường, tu luyện ở một nơi mơ hồ lúc này lại cảm nhận được phương hướng, điều này khiến Dương Bách Xuyên ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng. Linh khí trong cơ thể gia tăng, tu vi kim đan trung kỳ cũng dần dần tăng lên. Không biết qua bao lâu, Dương Bách Xuyên đột nhiên tiến vào trạng thái biến ảo khôn lường trong tâm cảnh. Cảm thấy linh khí quanh thân sục sôi, biến đổi cùng với ngôi sao. Trầm hương ở đầu từng ngôi sao vô cùng rõ ràng. Hắn cảm nhận được linh khí trên ngôi sao lúc thì yếu ớt, lúc thì mạnh mẽ, có sự phân chia mạnh yếu thì có tách biệt âm dương. Trong lòng hắn mừng rỡ, sư phụ đã nói nếu tìm được nơi âm dương giao hợp trong tinh không thì có thể đi vào đại điện chân chính. Nhưng điều kiện đầu tiên là hắn phải phân biệt được âm dương, rồi sau đó mới có thể tìm được nơi âm dương giao hợp. Lần này quá tốt rồi, cảm nhận được độ mạnh yếu của những ngôi sao này thì chính là tìm ra được âm dương chi biệt. Lúc này, Dương Bách Xuyên giống như linh thức phi hành xem từng ngôi sao vậy, nhưng hắn biết đây không phải là linh thức, ở nơi này linh thức đã bị ngăn cách rồi. Chỉ có thể nói đây là một loại cảm ngộ của tu luyện, hắn cảm thấy ngôi sao biến hóa, lĩnh ngộ thuộc tính mạnh yếu của những ngôi sao này. Giờ phút này hắn cảm giác như đang nhìn xuống mảnh tinh không. Hắn nhìn thấy càng ngày càng xa. Cơ thể hấp thụ linh khí cũng ngày càng nhanh, đã đạt đến đỉnh của kim đan trung kỳ, có cảm giác như cách thời điểm đột phá còn một bước nữa thôi. Dương Bách Xuyên duy trì loại cảm ngộ này, tiếp tục đi xem từng ngôi sao, tốc độ tăng tu vi cũng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng vào một khắc nào đó, trong cơ thể hắn phát ra một tiếng nổ ầm vang, đột phá tu vi đến kim đan hậu kỳ. Kim đan trong đan điền lớn hơn một vòng, ban đầu từ một hạt gạo nhỏ bây giờ đã lớn bằng hạt đậu, trong đó chân khí cũng lớn gấp 10 lần so với trước kia. Tu vi cường đại chính là niềm tin, nếu như lúc này đối mặt với lão bất tử giản hóa phàm kia thì Dương Bách Xuyên vẫn tin chắc hắn có sức lực để đánh trả. Kim đan trong cơ thể tiếp tục xoay tròn phát ra kim quang nhàn nhạt, tu luyện không ngừng. Đúng lúc này, đột nhiên Dương Bách Xuyên nghe được âm thanh quen thuộc. Chi? Giờ khắc này, cả người hắn rung lên một cái, bỗng nhiên mất cảm giác, trong đầu hiện ra một bức tranh. Là liên tiếp hình ảnh thất tinh bắt đầu ở cùng với nhau. Trước đây không phát hiện thất tinh bắt đầu tồn tại, nhưng sau khi nghe được âm thanh quen thuộc kêu lớn, hắn lại thấy được, giống như đột nhiên xuất hiện vậy. Mà tiếng kêu hắn nghe thấy chính là âm thanh của chồn nhỏ. Đột nhiên Dương Bách Xuyên tỉnh lại từ trạng thái tu luyện, mở mắt ra. Chồn nhỏ. Nhìn ra phía trước, quả nhiên thấy thất tinh xuất hiện trước mắt, vô cùng chói mắt. Hắn chắc chắn tiếng kêu lớn của chồn nhỏ được truyền tới từ vị trí của thất tinh. Không nghi ngờ gì nữa, lúc này Dương Bách Xuyên bay về phương hướng của thất tinh. Lúc gần tới nơi,
cẩn thận cảm nhận vị trí của thất tinh, tức khắc Dương Bách Xuyên bật cười. Đi mòn giày sắt tìm không thấy, thì ra thất tinh ở chỗ tiếp giáp âm dương trong tinh không, hoặc có thể nói là ẩn nấp vào cánh cửa hư không. Tự nói xong Dương Bách Xuyên bay đi, trực tiếp chui qua vị trí của thất tinh. Tinh quang chói mắt bùng nổ, một loạt linh khí dao động dập dờn. Trong hỗn loạn quen thuộc, Dương Bách Xuyên nhắm mắt, hắn không làm bất kỳ điều gì ngăn cản bởi vì cảm giác này chính là truyền tống lực. Biết bây giờ mình đã tiến vào cánh cửa truyền tống rồi, có lẽ một khắc sau hắn sẽ thực sự tiến vào trong đại điện. Chồn nhỏ đang ở trong đó, mới vừa nãy chồn nhỏ kêu gào, chắc chồn trỏ cảm nhận được mình ở phía sau gọi nó. Vẫn là cảm giác quen thuộc, dưới chân vững chắc, Dương Bách Xuyên mở hai mắt ra. Ngay sau đó hắn lập tức sửng sốt, không ngờ đại điện này, trên tế đàn ở trung tâm đại điện có quan tài, trên quan tài là chồn nhỏ vẫn đang bò. Khán đầu đỉnh tinh không vẫn như cũ, ngân quang chiếu rọi trong đại điện. Giống y như lúc đại điện trước kia. Chẳng lẽ lại trở về chỗ cũ? Dương Bách Xuyên tự hỏi. Không đúng, khí tức ở đây không đúng. Đại điện trước có linh khí còn ở nơi này không có linh khí, trong không khí tản ra đất thiên cương địa sát, chí dương chí âm. Nơi này không phải đại điện trước kia, đây không phải hư ảnh mà là đại điện thực sự. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa nhìn chồn nhỏ đen nhánh trên quan tài, gọi to chồn nhỏ. Chi, lúc này, chồn nhỏ từ từ quay đầu, sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên, nó phát ra âm thanh yếu ớt, sau đó lập tức nghiêng đầu bất tỉnh. Cùng chồn nhỏ hương hương bốn mắt nhìn nhau, Dương Bách Xuyên thấy được sự vui mừng và sự đáng thương điềm đạm trong mắt chồn nhỏ, dường như muốn nói có thể nhìn thấy chủ nhân rồi. Nhìn thấy chồn nhỏ, Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau khi chồn nhỏ cúi đầu xuống, hắn lại căng thẳng. Miệng kêu lên một tiếng, lập tức nhảy lên tế đàn. Nhưng mà ngay khi hắn sắp tiếp cận tế đàn thì biến cố đã xảy ra. To gan. Một tiếng bạo giống vang lên, ngay sau đó Dương Bách Xuyên nhìn thấy trên tế đàn lấp lánh lên hào quang nồng đậm, một trắng một đen xuất hiện. Lập tức hóa thành hai tráng hán đeo mặt nạ, người mặc khôi giáp. Huyền phù ở tế đàn, cầm trường thương trong tay lập tức gầm lên đâm về phía Dương Bách Xuyên. Đột nhiên biến cố xuất hiện dọa Dương Bách Xuyên giật nảy mình, vội vàng tung hai nắm đấm xuất kích ngăn cản. Ầm ầm. Sau khi hai tiếng nặng nề nổ vang, thân thể Dương Bách Xuyên bay ngược 8-9 thước, rơi xuống đất. Chân khí trong cơ thể hỗn loạn, khí huyết sôi trào, nhưng cũng chỉ như vậy thôi. Ngẩng đầu nhìn lại, trong lúc bất chợt xuất hiện hai người một đen một trắng mặc binh giáp, thực lực dường như cũng không vượt quá tưởng tượng của mình. Cũng là thực lực giữa Nguyên Anh sơ kỳ và trung kỳ. Mà trong cảm giác, Dương Bách Xuyên phát hiện một chỗ rất kỳ quái, hình như con mắt của hai người này đều nhìn không thấy người, không có bất kỳ sinh cơ ba động nào. Điều này là rất kỳ lạ. Phải biết rằng, hễ là sinh linh, nhất là người, bất kể tu vi cao hay thấp, đầu tiên trên người đều có sức sống và lực thần hồn. Nhưng hai đại hán mặc khôi giáp người cao gần hai thước dường như trên người không có một chút sức sống và lực thần hồn nào, chỉ có linh khí ba động nhàn nhạt. Cho Dương Bách Xuyên cảm giác giống như người chết vậy. Nhưng sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt, hơn nữa có thể cử động gầm lên. Cho dù là tu sĩ quỷ đạo, trên người cũng phải có khí tức thần hồn chứ. Quỷ à! Dương Bách Xuyên thấp giọng đánh giá. Hắn không di chuyển. Mà hai người một trắng một đen phía đối diện cũng không hề động, đứng ở bên cạnh tế đàn, không nhúc nhích như thể đứng yên bất động vậy. Tiểu tử ngốc, đó là con rối, xem ra ngươi lại đạp nhầm vận cứt chó rồi. Lúc này, sư phụ Vân Thiên Tà trước đó không liên lạc được đột nhiên lên tiếng. Dương Bách Xuyên liền vui vẻ, nhưng lập tức giận dữ nói, lão già chết tiệt, sao trước đó người im lặng thế? Có biết con triệu hồi người đến nỗi cổ họng khàn rồi không? Tiểu tử thối, có thể trách ta sao? Ta cũng không ngờ sau khi tiến vào tinh không lại ngăn cách sức mạnh thần hồn, ngay cả cái này ngươi cũng không hiểu à? Vân Thiên Tà quát lên. Trong lòng Dương Bách Xuyên thở dài, trước đó trong tinh thông quả thật ngăn cách hết tất cả. Nhảm nhí, nói thế mà cũng nói được à? Nhưng tiểu tử con không phải vẫn tìm được sinh môn đi vào đại điện sao? Vân Thiên Tà khó chịu nói. Rồi rồi rồi, chuyện này coi như bỏ qua.
nói chuyện trước mắt đi, con rối là chuyện gì xảy ra vậy? Dương Bách Xuyên vẫn đặt sự chú ý lên hai con rối trắng đen ở trên tế đàn, mặc dù hắn có biết đạo điều khiển con rối, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy con rối. Bây giờ nghe lão già nói là con rối, trong lòng mới chợt hiểu ra, chẳng trách nó không có sức sống và khí thức thần hồn, thì ra là con rối. Vân Thiên Tà trầm ngâm một hồi rồi nói, đạo con rối cũng là nhất mạch đại đạo ở tu chân giới, hiệu quả cũng giống như luyện đan luyện khí, Khôi Lỗi sư cường đại cao thâm sẽ luyện chế ra con rối có thể giao phó sinh mệnh, từ đó sinh ra linh hồn, sở hữu ý thức độc lập, nhưng đây là cảnh giới truyền thuyết, vi sư vẫn chưa từng thấy qua. Thứ hai là con rối bậc này trước mắt còn được gọi là chân linh khôi lỗi, sau khi bị khôi lỗi sư luyện chế ra, chỉ cần chủ nhân truyền thụ ý thức là có thể đi làm việc theo ý thức của chủ nhân. Đương nhiên con rối bậc này cũng chia làm ba cấp bậc thượng trung hạ phân biệt tốt xấu, lại có cửu phẩm khác nhau. Con nhìn chữ khắc trên ngực hai con rối đó đi, trên đó còn khắc chữ ngũ đại, điều này chứng tỏ hai con rối trước mắt là con rối ngũ phẩm, mà khí thức tang thương phong cách cổ xưa từ nơi này xem ra hai con rối này hẳn là thượng thừa không vĩnh viễn mục nát. Trong con đường luyện thành con rối, luyện con rối người hay con rối thú đều cần linh khí để duy trì, mà con rối người thượng thừa có thể mang theo năng lượng khởi tiên linh thạch, có tiên khí thích ứng với bất kỳ năng lượng nào, là loại hiếm thấy nhất. Về phần con rối trung thừa chỉ có thể thích ứng linh thạch, con rối người hạ thừa mang theo chân khí, hơn nữa thời gian và uy lực đều có hạn chế. Nói cách khác, hai con rối người trên tế đàn là con rối người thượng thừa, chỉ là nhìn qua năng lượng trên người bọn họ trong thời gian dài vô tận chắc là đã hao hết rồi, nếu không một đòn vừa rồi đoán chừng tiểu tử con đã chết ngay tức khắc rồi. Oa, lão già, có cần khoa trương vậy không? Có thể giết con ngay tức khắc sao? Vừa rồi con cảm giác thực lực của bọn họ cũng chỉ là nguyên anh sơ kỳ đến trung kỳ, có huyền bí như người nói không? Dương Bách Xuyên không phục phản bác. Vân Thiên Tà hừ lạnh nói, vi sư đã nói hai con rối này là con rối thượng thừa, nói cách khác, trong cơ thể bọn họ có thể mang theo sức mạnh khởi tiên linh thạch, tuy rằng tu chân giới rất hiếm có tiên linh thạch, nhưng không phải không có. Khôi Lỗi sư có thể luyện chế ra con rối thượng thừa chắc chắn là cấp bậc tông sư, nhân vật bậc này trong tay có tiên linh thạch là chuyện rất bình thường, hai con rối ở trên núi phát ra linh khí, con cẩn thận cảm nhận thử xem, có phải khác với linh khí phát ra từ trời đất không? Vân Thiên Tà bảo Dương Bách Xuyên cẩn thận cảm nhận. Nghe sư phụ nói như thế, Dương Bách Xuyên cẩn thận cảm nhận, ở cảm giác phát hiện linh khí trên người hai con rối phát ra vô cùng tinh khiết, quả thật khác với linh khí bình thường, hình như giống với khí tức của đá căn nguyên đào được ở hầm mỏ. Quả nhiên là khác, Dương Bách Xuyên nói xong, tiếp tục hỏi, lão già, ý của người là hai con rối người này trong cơ thể có tiên linh thạch. Không phải tiên linh thạch ở tiên giới mới có sao? Tu giả giới làm sao có thể có? Đây cũng là điểm vi sư khó hiểu, theo lý thì thế giới này căn bản sẽ không có tiên linh thạch tồn tại, nhưng mọi việc đều có ngoại lệ, có lẽ thật lâu trước kia từng có tiên nhân hạ phàm. Nhỉ, Vân Thiên Tà thổn thức nói. Ôi, quên đi, người nói những thứ này xa vời quá, trước mắt vẫn nên giúp con hàng phục hai con rối này đi, trước tiên con phải cứu chồn nhỏ rồi nói sau. Dương Bách Xuyên nói. Tiểu tử thối. Mặc dù trong cơ thể hai con rối người này có tiên linh thạch, nhưng năng lượng đã đạt tới mức dầu hết đèn cạn, đây chính là con rối người cao cấp, còn đánh nhau với bọn họ để bọn họ hao hết năng lượng cuối cùng, hai con rối người này sẽ là của con. Vân Thiên Tà nói. Lão già đáng chết, con muốn cứu chồn nhỏ, chứ muốn thêm con rối làm gì chứ? Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt nói. Tiểu tử khốn khiếp. Có biết ở tu chân giới bây giờ con rối cao cấp như thế này vạn năm trước đã không còn khôi lỗi sư nào có thể luyện chế ra không? Chưa nói đến con rối bậc này lại xuất hiện hai cái một lúc, chỉ cần một cái xuất hiện ở tu giả giới cũng có thể dẫn phát một trận gió tanh mưa máu đấy. Hơn nữa không chỉ vậy, con rối cao cấp bậc này chỉ có con mới có đủ linh thạch cung ứng, đồng bộ theo tu vi làm chủ nhân nó thì có thể có tác dụng xưng là phân thân của con, dưới sự khống chế của thần hồn. Con có thể phát huy bao nhiêu thực lực thì bọn họ có thể phát huy phần thực lực lớn hơn nữa. Nếu có con rối này, chẳng khác nào ngày sau con có được hai phân thân tu vi đồng đẳng. Quan trọng là nó có thể trưởng thành theo thực lực tu vi của con. Chí bảo như thế mà tên khốn khiếp như con lại không muốn ư. Gỗ mục không chạm khắc ra được đâu. Nói đến cuối cùng, Vân Thiên Tà mắng chửi. Nhưng sau khi Dương Mỗ nghe hiểu, ánh mắt bắt đầu phát ra ánh sáng xanh.
hắn chảy nước miếng nói, lão già, ý của người là sau khi con luyện hóa hai con rối này, chỉ cần cung cấp đầy đủ linh thạch, dùng thần hồn khống chế là hai con rối này có thể phát huy ra thực lực cùng cấp bậc với con sao? Đó là điều đương nhiên, chỉ cần thần hồn của con đủ mạnh, có thể tìm linh thạch đẳng cấp càng cao, con rối này sẽ phát huy ra uy lực càng mạnh. Trong giọng nói của Vân Thiên Tà tỏ rõ ý cuối cùng con cũng nghe hiểu rồi à? Được 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 được, cái này được, lão già, mau giúp con bắt hai con rối người này đi. Dương Mỗ kích động nói. Ha ha, Vân Thiên Tà cười lạnh rồi nói, tiểu tử con đừng trông cậy vào sự giúp đỡ của vi sư không giúp được bất kỳ gì đâu, muốn đạt được hai con rối này thì con phải tự mình vật lộn với bọn họ, hoặc là con chế phục bọn họ, hoặc là hao hết năng lượng trong cơ thể bọn họ, đương nhiên sẽ đến tay. Không phải chứ, hai con rối này có thể so sánh với thực lực của Nguyên Anh Trung Kỳ, tuy rằng tu vi hiện tại của con đã đạt tới Kim Đan Hậu Kỳ. Nhưng một lúc đối đầu với hai người vẫn không chắc chắn lắm đâu, người giúp một tay không được à? Dương Bách Xuyên nói hết lời với sư phụ. Tiểu tử khốn khiếp, thứ nhất, không phải vi sư không muốn ra tay mà là bởi vì con rối không có linh hồn, tác dụng sức mạnh thần hồn của vi sư đối với bọn họ không lớn. Thứ hai, là vì năng lượng trong cơ thể hai con rối này đã đến mức dầu hết đèn cạn, năng lượng của bọn họ chỉ cần chiến đấu một lần là tiêu hao một phần. Thực lực sẽ yếu bớt một phần, mặc dù con rối này có thể ngang với Nguyên Anh Trung Kỳ, nhưng tu vi hiện tại của con vừa mới đột phá, cũng không phải không có sức đánh trả. Vật lộn với bọn họ cũng có thể giúp ích cho việc mài giũa kinh nghiệm chiến đấu của con sợ cái gì chứ? Còn có một điểm cuối cùng, trong ý thức của hai con rối này chắc là chỉ canh giữ quan tài kia, không thể rời khỏi tế đàn, cho nên vừa rồi mới không đuổi theo giết con. Đã vậy thì con có thể lợi dụng lợi thế này để đánh nhau với bọn họ, đánh không lại thì nhanh chóng nhảy ra khỏi tế đàn, không phải là có thể làm hao hết năng lượng của con rối rồi sao? Giọng điệu của Vân Thiên Tà nói với Dương Bách Xuyên như có ý con rất ngu xuẩn. Ha ha, đúng là gừng càng già càng cay nha, được, cứ làm vậy đi, lần này con yên tâm rồi, con rối phân thân, ông đây tới đây. Trong tiếng cười lớn, Dương Mỗ xông về phía tế đàn. Giống như lời nói của sư phụ, khi Dương Bách Xuyên đến gần tế đàn, hai con rối sẽ phát động công kích. Dựa theo lời nói của sư phụ, hai con rối này chịu ý chí chủ nhân trước để lại bảo vệ tế đàn, hoặc nói cách khác bảo vệ quan tài kia. Dù sao không cho người đến gần tế đàn, một khi đến gần sẽ công kích, điều làm Dương Bách Xuyên cảm thấy kỳ quái là, nếu đã như vậy, tại sao chồn nhỏ hương hương đến gần được? Hơn nữa còn trực tiếp ghé vào trên quan tài. Không lẽ ý thức của con rối chỉ ngăn cản nhân loại, sẽ không ngăn cản sinh linh khác? Dương Bách Xuyên mang theo mấy vấn đề này lao về phía đám con rối chém giết chúng nó. Lần này hắn dùng toàn lực, điều động kiếm khí huyền hoàng trong kiếm đồ long, hắn cũng muốn thử xem thân thể hai con rối một đen một trắng này mạnh đến mức nào. Theo sư phụ, con rối thượng thừa vĩnh viễn không hủ bại, nói cách khác tài liệu luyện chế con rối cực kỳ chân quý, thân thể của bọn họ cũng vô cùng mạnh mẽ. Sau khi chém ra một kiếm, hai con rối vẫn giơ súng ngăn cản, không có bất cứ pháp lực thần thông nào, một thương chém ra lại mạng theo dao động năng lượng cường đại. Dương Bách Xuyên cảm thấy đây chính là khuyết điểm, con rối không có chủ nhân thao tác không thể thi triển pháp thuật, chỉ còn lại năng lượng. Nhưng cho dù như vậy, từ hơi thở có thể cảm giác được thực lực của hai con rối này đạt đến cấp bậc Nguyên Anh Trung Kỳ. Nhưng Dương Bách Xuyên lại rất buồn bực. Mặc dù là con rối nhưng ra tay lại vô cùng dày dặn kinh nghiệm chiến đấu. Lưỡi lê của con rối đen ngăn cản thân kiếm đồ long, con rối trắng bay thẳng đến đầu hắn, vô cùng tàn nhẫn xảo quyệt. Cũng may Dương Bách Xuyên đã có phòng bị trước, nghiêng đầu tránh thoát đối phương. Keng! Kiếm đồ long và con rối đen va chạm mạnh vào nhau, phát ra âm thanh nặng nề. Dương Bách Xuyên tránh thoát đòn tấn công của con rối trắng. Bị lực lượng truyền đến từ trên thân kiếm chấn động, lui về phía sau, bắn ngược ra ngoài 3 mét. Cánh tay hơi tê dại, da thịt bị xé rách. Lúc này rời khỏi phạm vi 3 mét của tế đàn, hai con rối không hề đuổi theo tấn công, lại trở về tế đàn, một trái một phải đứng ở hai sườn của quan tài, giống như hai vị thần canh cửa. Sau khi trải qua nỗi khiếp sợ, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng có một chút tự tin, dựa theo một đòn tấn công va chạm vừa rồi. Mặc dù hắn rơi xuống hạ phong, nhưng miễn cưỡng có thể chống đỡ được đòn tấn công của một trong hai con rối.
Nói cách khác bây giờ hắn có thể đỡ được một đòn của cao thủ Nguyên Anh Trung Kỳ, mặc dù sẽ bị thương nhưng vấn đề không lớn. Tất nhiên thực lực Nguyên Anh Trung Kỳ của con rối đen trắng có chút yếu, chính xác hơn thực lực của con rối nằm giữa điểm giới hạn của Nguyên Anh Sơ Kỳ và Nguyên Anh Trung Kỳ, miễn cưỡng có thể coi như Nguyên Anh Trung Kỳ. Đồng thời cũng biết hắn có thể đối phó được một con, nhưng nếu hai con cùng lên một lúc thì hắn không có phần thắng. Cũng biết nếu gặp phải người tu chân có tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ chân chính, chắc chắn phải thua không chút nghi ngờ. Bởi vì người và con rối là hai chủ thể khác nhau, người sẽ linh hoạt hơn, có thể vận dụng pháp thuật, còn con rối thì không thể. Nhưng dù vậy Dương Bách Xuyên cũng có tin tưởng có thể giết chết con rối đen trắng, sư phụ cũng nói, hai con rối ra tay theo cách riêng, hơn nữa năng lượng của bọn họ cũng đã bị tiêu hao một phần, sắp dầu hết đèn tắt, uy lực cũng sẽ yếu bớt. Đây là khuyết điểm của con rối, nhưng cũng là ưu thế của chính mình. Đổi chiến thuật, đồ ngu xuẩn, Vân Thiên Tà không nhịn được gào lên. Lão già, không cần người nhắc nhở con, không phải con đang thử thực lực của con rối hay sao? Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt tranh luận. Nếu ngay cả hai con rối cũng không trị được, sau này ra ngoài đừng nói là đồ đệ của Vân Thiên Tà ta, mất mặt. Vân Thiên Tà mắng nói. Dương Bách Xuyên không còn gì để nói, vẫn là lời này, có thể đổi câu khác không? Con, Vân Thiên Tà tức giận. Không đấu võ mồm với người nữa, xem con bắt lấy hai con rối kia. Nói xong Dương Bách Xuyên chuyển động mũi chân, lao nhanh như tia chớp về phía tế đàn. Mục đích của hắn rất rõ ràng, nếu không chống chọi được, vậy lợi dụng ưu thế của bản thân tiêu hao năng lượng của hai con rối, mặc dù như vậy sẽ hao phí thời gian, nhưng đây lại là biện pháp ổn nhất. Cũng không ngốc lắm, biết lợi dụng ưu thế của chính mình, nhưng tiểu tử thối cũng cẩn thận một chút, đây là con rối thượng thừa cao cấp. Mặc dù năng lượng trong cơ thể bọn họ không nhiều lắm, nhưng không biết còn thủ đoạn nào nữa không, đừng lật thuyền trong cống ngầm. Vân Thiên Tà nhắc nhở. Sư phụ, người không nói được lời tốt nào hả? Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt nói. Đồng thời nâng tay phải lên, hét lên một tiếng, chích tinh thủ. Một kích thông tí viên hầu thần thông trực tiếp lao về phía con rối đen, đồng thời di chuyển chân, mượn ưu thế tốc độ lắc mình, quay xung quanh tế đàn, đến gần con rối trắng, không chút do dự chém ra một kiếm. Leng keng. Lúc này ưu thế tốc độ của hắn được bày ra hoàn chỉnh, dưới tốc độ của thiểm điện bộ, con rối trắng chưa kịp ra ngoài đã bị một kiếm bổ lên đầu. Nhưng điều làm Dương Bách Xuyên kinh ngạc là, kiếm đầu long là pháp khí cấp bậc vượt qua linh khí. Mặc dù hắn chỉ có thể phát huy được 3 phần sức mạnh nhưng uy lực cũng lớn hơn linh khí cực phẩm rất nhiều, một kiếm chém lên đầu con rối trắng chỉ phát ra âm thanh va chạm của sắt thép. Trên đầu con rối trắng xuất hiện một dấu vết nhàn nhạt, lông tóc không hao tổn gì. Nhưng chỉ một giây tạm dừng này, con rối trắng đã nhanh chóng lấy lại phản ứng, không sử dụng trường thương lấp lánh ánh sáng bạc, trực tiếp nâng tay trái, một chưởng đánh vào trên ngực của Dương Bách Xuyên. Một chưởng này của con rối trắng rất nhanh, nhanh đến mức Dương Bách Xuyên không thấy rõ nó ra tay như thế nào, giây tiếp theo đã trúng chiêu. Cũng không trách được, chỉ trách chính hắn phân tâm. Bịch. Phụt. Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy ngực như bị một cái búa tạ đập lên, phun máu, thân thể bị đánh ngược ra ngoài. Đúng lúc này, một cảnh tượng làm lông tơ của Dương Bách Xuyên dựng đứng xuất hiện. Khoảnh khắc thân thể của hắn bay ngược ra ngoài. Tay phải của con rối trắng cầm trường thương đâm thẳng vào ngực hắn. Đây chưa phải nguy hiểm nhất, nguy hiểm hơn là không biết từ lúc nào con rối đen cũng xuất hiện ở phía sau, cũng đâm ra một thương ở phía sau lưng hắn. Trước sau giáp kích. Thực sự, lúc này hai con rối không phải bày ra thực lực cường đại, mà là thủ đoạn chiến đấu vô cùng phong phú. Từ con rối trắng chém ra một quyền, tiếp theo đâm thương, liền mạch lưu loát. Hơn nữa con rối đen xuất hiện phong tỏa đường lui, một trắng một đen phối hợp chiến thuật hoàn mỹ. Thực sự là lão tướng chinh chiến lâu đời trên sa trường, cũng không biết lão quái vật nào đã luyện chế hai con rối này, lại có thể tạo ra kinh nghiệm chiến đấu biến thái như vậy. Lúc này trong miệng của Dương Bách Xuyên còn chảy máu, mắt trừng to, trong lòng chua xót, con mẹ nó, lão tử phải chết trong tay hai con rối này ư. Đồ ngu, còn thất thần làm gì? Chờ chết hả? Trốn vào hồ càn khôn. Lúc này tiếng gầm hận sắt không thành thép của Vân Thiên Tà vang lên. Dương Bách Xuyên vừa nghe như tỉnh mộng,
nhanh chóng mở ra hồ càn khôn, trốn vào trong. Hắn quên mất sau lần trước không gian hồ càn khôn có được sinh cơ, thân thể của hắn có thể đi vào đó. Chủ yếu là chưa từng sử dụng, hơn nữa kinh hách quên mất chuyện này, sư phụ mở miệng nhắc nhở mới vội vàng trốn vào hồ càn khôn. Phụt! A! À. Nhưng ở khoảnh khắc cuối cùng, họ Dương nào đó chỉ cảm thấy trên mông tê dần, không nhịn được kêu thảm thiết. Giây phút thân thể đi vào trong hồ càn khôn đã bị con rối đen đâm trúng. Đau quá, ai, con mẹ nó, mông của ta. Dương Bách Xuyên hung hăng ngã dập mặt xuống mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mặc dù trên mông bị đâm trúng một thương, nhưng cũng may bảo vệ được mạng nhỏ. Nếu chậm một giây, không phải trên mông bị con rối đen đâm trúng một thương, mà là bị một thương của con rối trắng đâm thủng ngực. Cũng may không nguy hiểm đến tính mạng, sử dụng một giọt nước sinh mệnh nuốt xuống, động máu trên mông nhanh chóng được chữa trị. Nhe răng nhếch miệng, Dương Bách Xuyên thả linh thức thăm dò bên ngoài. Mặc dù bên ngoài đại điện không sử dụng được linh thức, nhưng ở trong hồ càn khôn hắn có thể cảm giác được tình huống bên ngoài. Trong linh thức, hồ càn khôn hóa thành một bình hồ lô, đứng lẻ loi trên tế đàn, con rối đen trắng có chút ngây người, nếu bọn họ có ý thức tự hỏi, chắc chắn sẽ phát hiện hồ càn khôn trên mặt đất có vấn đề. Bản thể tiến vào hồ càn khôn sẽ thoát ly khỏi thân thể, do đó lộ ra bên ngoài, đây là chuyện vô cùng nguy hiểm, cũng là lý do dù Dương Bách Xuyên bị đuổi giết cũng không dám tùy tiện sử dụng hồ càn khôn. Cũng may lúc này đối mặt với hai con rối không có ý thức, tạm thời không cần lo lắng bị phát hiện bí mật hồ càn khôn. Nhìn con rối đen trắng không tìm thấy chính mình, lại đứng lại bên cạnh tế đàn, Dương Bách Xuyên cũng thu hồi linh thức. Rất nhanh vết thương trên mông đã được nước sinh mệnh chữa trị lại như ban đầu, nhưng đối với Dương Bách Xuyên đây chính là sỉ nhục. Không nghĩ đến sẽ có ngày hắn bị hai con rối không có ý thức bức ép đến chật vật như vậy, trên mông còn ăn một thương, nghĩ lại cũng cảm thấy mất mặt. Không được. Ta cũng không tin không thu thập được hai con rối, một người sống sờ sờ còn có thể bị một vật chết chèn ép nghẹn chết được chắc. Nói thầm một lúc, Dương Bách Xuyên bắt đầu nghĩ cách. Sư phụ, con rối có nhược điểm gì không? Dương Bách Xuyên biết sư phụ ở một nơi khác trong hồ càn khôn, mặc dù không nhìn thấy ông ấy, nhưng thầy trò có hồ càn khôn làm môi giới nên có thể nói chuyện trao đổi. Gừng càng già càng cay, hỏi sư phụ chắc chắn không sai. Ha ha. Tiểu tử thối, lúc này mới nhớ đến hỏi nhược điểm của con rối. Quả nhiên ăn một thương dài trí tuệ, cũng không tệ, ha ha. Vân Thiên Tà cười to, vui sướng khi người gặp họa. Sư phụ già, con mẹ nó suýt chút nữa ngay cả mạng nhỏ cũng không giữ được, người còn cười. Dương Bách Xuyên tức giận nói. Nếu không thì sao, con bảo vi sư nên khóc hả? Người. Được rồi, không đùa nữa, bây giờ ta nói cho con. Nhược điểm của con rối rất rõ ràng, chính là khắc văn trên ngực. Trên ngực con rối có trận pháp khắc văn, chính là nơi chứa đựng linh thạch, con chỉ cần đâm một đòn vào ngực con rối, năng lượng trên cơ thể chúng sẽ bị phóng thích gần như không còn, xong việc sẽ trở thành người của con. Là con rối. Mặc kệ là người hay rối, dù sao đầu tiên con phải trấn áp được bọn họ, trận pháp khắc văn trên người bọn họ sắp hao hết năng lượng, con còn không trị được. Vậy nhân lúc còn sớm về nhà làm ruộng đi. Sư phụ già, người xem thường con, chờ xem. Dương Bách Xuyên bị sư phụ coi khinh rất khó chịu, hắn biết sư phụ đã nói rõ cả nhược điểm của con rối ra rồi mà còn không trị được, vậy thì thật sự quá phế. Mặc dù đã biết được nhược điểm của con rối, nhưng biết là biết, còn việc đến gần lại không đơn giản, lúc này chính là lúc kiểm tra thực lực. Mặc dù bây giờ nấp trong hồ càn khôn là một ưu thế lớn, hắn hoàn toàn có thể xuất hiện đột ngột để đánh lén. Nếu nắm chắc, có thể bắt được một trong hai con rối trong một lần. Trải qua lần vật lộn lúc trước, hắn tin tưởng năng lượng của hai con rối đã hao phí một chút, chắc chắn thực lực cũng sẽ yếu đi theo, bây giờ chính là cơ hội của hắn. Trong lúc đấu võ mồm với sư phụ, Dương Bách Xuyên cũng tranh thủ khôi phục pháp lực, hắn phải dùng trạng thái tinh thần đỉnh cao nhất nghênh đón trận chiến kế tiếp. Loại chuyện như đánh lén cũng chỉ có thể dùng một lần, nhiều nhất cũng chỉ có thể trấn áp được một con rối, cơ hội rất không dễ dàng, vì vậy Dương Bách Xuyên không dám lơ là. Vết thương được nước sinh mệnh khôi phục chữa trị, Dương Bách Xuyên trực tiếp nuốt một quả linh đào vào phục hồi chân khí.
Mặc dù bây giờ linh đào không còn quá nhiều tác dụng trong việc tăng lên tu vi, nhưng lại có tác dụng to lớn trong việc bổ sung chân khí bị tiêu hao. Sau khi nuốt một quả linh đào, rất nhanh lượng chân khí bị tiêu hao lúc trước nhanh chóng được bổ sung, trạng thái tinh thần khôi phục lại đỉnh cao. Tiếp theo Dương Bách Xuyên chuẩn bị lao ra, tay trái xuất hiện kiếm đồ long, thúc giục chân khí đến mức cao nhất, cũng điều động kiếm khí huyền hoàng, thần thông thủ cốt trên tay phải tùy thời được phát động. Lần này hắn không mong có thể đánh gục được cả hai con rối, chỉ cần đánh gục một trong hai là được, một cái còn lại sẽ không còn đáng lo nữa. Chuẩn bị xong xuôi, Dương Bách Xuyên động ý niệm, ngay sau đó đi ra khỏi hồ Càn Khôn. Trích Tinh, Lao Nguyệt, Thâu Thiên. Ba bộ thần thông thủ cốt lao đến chỗ con rối đen, đồng thời tay trái cầm kiếm đâm thẳng vào ngực con rối đen. Dưới chân cũng vận chuyển thuật pháp thần thông, dưới sự đánh lén, con rối không có ý thức nên phản ứng chậm hơn một giây, hơn nữa Dương Bách Xuyên có ưu thế tốc độ. Chờ đến khi con rối đen hoàn toàn phản kích, ba thần thông và một kiếm của con rối của Dương Bách Xuyên đã đâm đến ngực của con rối. Ầm ầm ầm, ba thần thông chụp mạnh vào trên người con rối đen, phát ra tiếng động nặng nề. Ken kiếm đồ long cũng đâm trúng một kích, ngay lập tức Dương Bách Xuyên nhìn thấy khắc văn trên ngực con rối đen ảm đạm xuống. Hắn hơi con khóe miệng, biết con rối đen đã xong đời. Lúc này cảm thấy kình phong lao đến sau lưng, hắn biết đòn công kích của con rối đến đã đến, di chuyển dưới chân, lắc mình rời khỏi tế đàn 3 mét. Lần này hắn đã có chuẩn bị trước, sao có thể lại ăn một thương? Tất cả mọi chuyện xảy ra trong tế đàn, từ việc tính kế khi ở trong hồ Càn Khôn đến lúc này, Dương Bách Xuyên đã dự đoán trước, thần kinh căng chặt. Tất nhiên đã tính toán được thời gian công kích của con rối trắng, hắn sẽ không bị thương lần thứ hai. Sau khi lắc mình đi ra khỏi 3 mét của tế đàn, Dương Bách Xuyên dừng lại. Lúc này nhìn thấy con rối trắng dừng lại, trước sau không rời khỏi tế đàn. Dương Bách Xuyên biết nếu lúc này con rối trắng bị người thao tác, chắc chắn sẽ nhảy xuống dưới tế đàn, đuổi giết chính mình. Cũng may trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, chủ nhân thao tác con rối đã không còn, nhiều nhất chỉ còn lại lực ý chí cố định để bảo vệ tế đàn, không cho bọn chúng rời khỏi phạm vi 3 mét của tế đàn. Lúc này con rối trắng giống như người máy không còn điện, sau khi bị hắn đâm một kiếm đã hao gần hết năng lượng, hiện tại hoàn toàn bất động, đã bị trấn áp thành công. Nhìn con rối trắng trở lại tế đàn đứng yên tại chỗ, Dương Bách Xuyên nở nụ cười. Còn lại một con thì dễ làm, cho dù là Nguyên Anh, hắn cũng có tin tưởng có thể làm hao hết năng lượng của nó. Hít một hơi thật sâu, Dương Bách Xuyên chuẩn bị đối phó với con rối trắng. Lần này hắn định đối kháng chính diện với con rối trắng, dù sao hắn miễn cưỡng có thể đỡ được công kích của nó. Còn con rối trắng sẽ bị công kích cường đại hao hết năng lượng còn sót lại, Dương Bách Xuyên tin tưởng người cười đến cuối cùng sẽ là hắn. Hơn nữa trên người hắn còn có giáp Nhật Nguyệt Càn Khôn, bị đánh cũng có thể kháng được vài cái. Động thân, Dương Bách Xuyên giơ kiếm đồ long lên, chém xuống người con rối trắng. Quả nhiên, vừa bước vào trong vòng 3 mét, lưỡi lê của con rối trắng đã lao đến. Ầm đùng. Thương kiếm va chạm nổ đùng đùng, dao động năng lượng cường đại bùng nổ giữa hai người. Cánh tay của Dương Bách Xuyên tê dại. Sau một kích giao phong nhanh chóng rút lui ra ngoài 3 mét. Cánh tay tê dại, chân khí trong cơ thể quay cuồng, nhưng Dương Bách Xuyên đã đỡ được một đòn của con rối trắng. Hơn nữa điều làm hắn vui sướng là, so với lúc trước, lực lượng của con rối trắng đã giảm xuống. Lần đầu tiên đánh với con rối trắng, ngoại trừ cánh tay bị tê dại, khóe miệng hắn còn nứt vỡ chảy máu, khí huyết không xong, lần này chỉ có cánh tay bị tê dại, chân khí tán loạn. Thành công một lần chắc chắn lần thứ hai sẽ nhẹ nhàng hơn, vận chuyển công pháp trải vuốt chân khí, Dương Bách Xuyên bắt đầu đòn công kích thứ hai. Keng! Lần lùi về này, Dương Bách Xuyên cảm thấy cánh tay của mình tê dại, chân khí không bị loạn, lực lượng của con rối trắng lại yếu bớt. Lần thứ ba, Dương Bách Xuyên và con rối trắng ngang sức ngang tài. Lần thứ tư, chiếm thượng phong. Lần thứ năm, Dương Bách Xuyên đánh con rối trắng xuống tế đàn. Lúc này Dương Bách Xuyên cười, khắc văn trên ngực con rối trắng đã vô cùng ảm đạm. Hắn không dừng lại nghỉ ngơi, ăn thêm một quả linh đào bổ sung chân khí, năm lần cứng đối cứng, hắn không chỉ thi triển kiếm đồ long, thần thông thủ bộ và thân pháp thần thông cùng một lúc,
tiêu hao chân khí cũng vô cùng kinh người. Dù sao kết quả thua cuộc của con rối trắng đã được quyết định, hắn cũng không vội, ăn linh đào bổ sung chân khí trước rồi tính. Loại thời điểm này, Dương Bách Xuyên âm thầm may mắn Hồ Càn Khôn có loại chí bảo như linh đào, bên trong cất chứa linh khí vô cùng thuần tịnh, gần như không cần luyện hóa, rất nhanh có thể chuyển hóa thành chân khí. Chờ nửa giờ, linh đào đã luyện xong, chân khí khôi phục tràn đầy, Dương Bách Xuyên mở hai mắt, tinh quang bắn ra, đứng dậy khởi xướng đợt tấn công thứ hai. Âm đùng. Con rối trắng đã hao hết lực lượng không phải là đối thủ của Dương Bách Xuyên, sau khi chống chọi với Dương Bách Xuyên lần thứ sáu, bay ngược ra ngoài, trực tiếp lao ra rừng ở ngoài mười mấy mét, ầm ầm ngã xuống, không đứng lên. Dương Bách Xuyên biết năng lượng của con rối trắng đã hao hết. Nhưng hắn vẫn không yên tâm, lắc mình qua xem, quả nhiên khắc văn trên ngực của con rối trắng và đen đã không còn ánh sáng, đây chính là biểu hiện năng lượng trong cơ thể của con rối bị hao hết. Con mẹ nó quá không dễ dàng. Dương Bách Xuyên nhìn con rối trắng, lau mồ hôi nói thầm một câu. Lúc này trong đầu vang lên giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà, đừng lo lắng, đánh dấu thần hồn của mình lên minh văn trong ngực hai con rối, như vậy con có thể điều khiển được con rối rồi. Dương Bách Xuyên ngẫm lại thấy cũng đúng, mệt sống mệt chết liều mạng như vậy không chỉ là vì người rối đen trắng cản trở mình tiếp xúc với chồn nhỏ mà còn là vì lão già đã nói sau khi có được hai con người rối này thì có thể dùng để phân thân. Dù sao linh thạch trên người mình còn nhiều mà. Bây giờ thuận thế đánh dấu thần hồn của mình lên con rối đen trắng cũng tốt, chỗ này kỳ lạ quá mức, còn có một cái quan tài, ai biết sẽ có thứ gì nhào ra, bên cạnh có thêm hai con rối cũng sẽ an tâm hơn một chút. Dương Bách Xuyên được lão già chỉ bảo thì nhanh chóng đánh dấu một luồng thần hồn của mình lên minh văn trên ngực của con rối giáp trắng. Nhất thời ánh sáng lấp lánh của minh văn phức tạp lập tức trở nên ảm đạm. Nhưng toàn thân Dương Bách Xuyên chấn động, đột nhiên hắn phát hiện mình như có thêm một đôi mắt và cơ thể, cảm giác này rất kỳ lạ, nhưng cũng hiểu được công dụng của con rối giáp trắng trong nháy mắt. Không khác với những lời sư phụ nói cho lắm, sau khi dấu ấn thần hồn của Dương Bách Xuyên lưu lại trên người con rối giáp trắng thì hắn cảm thấy có thêm một bản thân khác. Minh văn trên người con rối chính là trung tâm của con rối chi đạo, cũng là một không gian dự trữ cỡ nhỏ. Đặc biệt dùng để chứa linh thạch và nơi sức mạnh bộc phát, vô cùng huyền diệu, đáng tiếc đạo hạnh của Dương Bách Xuyên nông cạn nên xem không hiểu. Có điều với hắn thì có thể sử dụng được con rối là đủ rồi. Theo như những gì sư phụ nói thì cấp bậc linh thạch trên người con rối càng cao thì uy lực sẽ càng lớn. Năm đường minh văn cho thấy có thể chứa 5 viên linh thạch thượng phẩm trên người Dương Bách Xuyên vẫn còn trên dưới 100 viên, cũng đủ để dùng một khoảng thời gian. Hắn vung tay lên lấy ra 5 viên linh thạch thượng phẩm đặt lên minh văn trên người con rối giáp trắng, dấu ấn thần hồn khẽ động hấp thu 5 viên linh thạch vào cơ thể. Ngay sau đó 5 đường minh văn trên ngực con rối giáp trắng tỏ ra ánh sáng trắng chói mắt lóng lánh rồi vụt tắt trong 3 hơi thở một tiết tấu. Mà Dương Bách Xuyên lại cảm giác được hơi thở mạnh mẽ tỏa ra từ trên người con rối giáp trắng, không nhiều không ít, vừa khéo là kim đan hậu kỳ, quả nhiên giống như những gì sư phụ nói. Đồng bộ với cảnh giới tu vi của mình. Dương Bách Xuyên khẽ động tâm niệm thì con rối giáp trắng nằm dưới đất đã đứng dậy. Tất cả đều hoàn mỹ, điều duy nhất đáng tiếc là nó không có ý thức độc lập, cần mình chia thần hồn đi điều khiển, đương nhiên cũng có thể đưa ra mệnh lệnh tấn công mọi người cho con rối tập trung hơi thở thì không thể một mực tấn công. Dương Bách Xuyên cười thỏa mãn, hắn bắt trước cũng thu con rối giáp đen vào người đánh dấu ấn thần hồn. Dương Bách Xuyên thử làm 3 việc trong một lúc điều khiển 2 con rối giáp đen trắng, với Dương Bách Xuyên thì dù thần hồn của hắn có mạnh thì vẫn có cảm giác không để ý được hết, xem chừng đồng thời điều khiển 2 con rối tối đa có thể duy trì được 10 phút. Nếu một mình điều khiển một con rối thì có thể duy trì nửa tiếng, đối với chuyện này Dương Bách Xuyên nghĩ lại đã thấy thỏa mãn rồi. Bây giờ tương đương với việc tự nhiên hắn có thêm 2 con rối phân thân, thực lực tu vi bằng với hắn, đều là kim đan hậu kỳ. Cục diện 3-1, nghĩ thôi cũng thấy sướng rồi. Tuy rằng 2 con rối từ cấp bậc nguyên anh giảm xuống kim đan hậu kỳ nhưng Dương Bách Xuyên rất thỏa mãn, theo sư phụ nói thì lúc trước trong cơ thể con rối chứa tiên thạch, mà bây giờ chỉ là linh thạch, cấp bậc vốn dĩ không cùng một vị diện, có thể có thực lực kim đan hậu kỳ đã là thắp hương cầu nguyện rồi. Chuyện con rối cuối cùng cũng giải quyết xong, tiếp theo Dương Bách Xuyên thuận lợi đi tới tế đàn, hắn bước đến trước quan tài.
cảm nhận thoáng qua thì cái quan tài đá đen ngòm này cũng không có gì nguy hiểm, lúc này hắn mới đưa tay đụng vào chồn nhỏ. Nếu không phải chồn nhỏ vẫn còn hơi thở thì Dương Bách Xuyên đã không dây dưa lâu với hai con rối mà kêu lão già ra tay cứu chồn nhỏ từ lâu rồi. Tay Dương Bách Xuyên run run, cuối cùng cũng chạm vào người chồn nhỏ. Hắn nhanh chóng ôm chồn nhỏ rời khỏi tế đàn đến một góc của đại điện, hắn cứ có cảm giác cái quan tài kia tràn đầy tà khí, vẫn nên cách xa một chút thì hơn. Hương hương! Dương Bách Xuyên kêu một tiếng, chồn nhỏ vẫn không có phản ứng, giống như đã rơi vào giấc ngủ sâu. Trong đầu hắn nhớ lại những lời lão già giản hóa phàm kia nói, hình như ông ta dùng châm truy hồn hàn băng gì đó đâm chồn nhỏ bị thương. Bây giờ xem trên người chồn nhỏ không có bất kỳ vết thương nào, vậy vấn đề sẽ nằm ở chỗ thần hồn. Nhưng với vấn đề thần hồn thì Dương Bách Xuyên thật sự là người ngoài ngành, có điều sư phụ Vân Thiên Tà là tổ tông thần hồn, vì vậy hắn vẫn nhờ sự giúp đỡ của sư phụ, lão già người mau xem thử đi, có thể là chồn nhỏ đã trúng châm truy hồn hàn băng của lão già giản hóa phàm kia, nghe có vẻ rất lợi hại, con không có cách nào với thương tổn trong thần hồn. Lợi hại con khỉ! Chỉ là pháp thuật thần hồn sơ cấp mà thôi, đặt tay trái lên đầu con chồn, để vi sư giải quyết. Trong lời nói của Vân Thiên Tà tràn ngập sự khinh thường với châm truy hồn hàn băng của giản hóa phàm. Dương Bách Xuyên nghe lão già nói thế thì lập tức yên tâm nên lập tức đặt tay trái lên đầu chồn nhỏ. Một giây sau hình vẽ bình càn khôn trên cánh tay trái truyền đến từng cơn nóng, hắn biết sư phụ đã ra tay. Chưa đến 3 phút, Vân Thiên Tà nói, được rồi. Thủ đoạn còn con mà thôi, đợi thằng nhóc con thăng cấp nguyên anh thì vi sư sẽ truyền thuật pháp thuật loại thần hồn cho con, bây giờ con vẫn chưa tu luyện được. Đợi lão già nói xong, Dương Bách Xuyên liền cảm thấy chồn nhỏ bỗng động đậy. Hương hương! Chi chi! Sau khi chồn nhỏ tỉnh lại ngẩng đầu nhìn thấy Dương Bách Xuyên thì trong miệng kêu to chi chi, tràn đầy ấm ức và kích động, đôi mắt to linh động tròn vo, nước mắt rưng rưng. Giống như một đứa trẻ bị bắt nạt, nó nằm sát trong ngực Dương Bách Xuyên túm chặt lấy áo hắn mà kêu chi chi. Mặc dù chồn nhỏ không biết nói nhưng Dương Bách Xuyên lại có thể hiểu rõ ý mà nó muốn biểu đạt. Nó đang nói với Dương Bách Xuyên rằng nó tưởng sẽ không còn được gặp lại hắn nữa, thế mà có rất nhiều người xấu đuổi giết nó rất sợ hãi, nó đang tìm Dương Bách Xuyên khắp nơi. Chi chi! M thanh thê thảm của chồn nhỏ khiến tròng mắt Dương Bách Xuyên đỏ bừng, hắn ôm chồn nhỏ nói, đừng sợ, đều là lỗi của ta, không bảo vệ ngươi cho tốt, để ngươi bị những người kia bắt nạt, nhất định ta sẽ nghiền xương bọn chúng thành cho. Sau khi Dương Bách Xuyên dỗ dành chồn nhỏ hồi lâu, bấy giờ nhóc con mới bình tĩnh lại, kế tiếp hắn lấy ra 3 quả linh đào cho chồn nhỏ. Không thể không nói giữa hầu đậu đậu và chồn nhỏ, người họ Dương nào đó rất thiên vị. Hầu đậu đậu ăn trộm một quả linh đào suýt chút nữa bị người họ Dương nào đó đánh tơi bời. Với chồn nhỏ vừa ra tay chính là 3 quả linh đào lại không thèm chớp mắt một cái, đã vậy còn bổ sung thêm một câu, mau ăn đi, ăn hết vẫn còn nữa. Đương nhiên chuyện này cũng là do Dương Bách Xuyên đã dùng nước sinh mệnh bồi dưỡng ra được nhiều linh đào hơn nên mới hào phóng như thế. Dù sao đi nữa thì hắn cũng thiên vị chồn nhỏ hơn hầu đậu đậu. Chi chi! Tuy rằng chồn nhỏ đã trưởng thành nhưng cũng quy vẫn mang tính tình trẻ con, Dương Bách Xuyên cũng luôn xem chồn nhỏ như trẻ con mà đối xử. Có đồ ăn ngon, chồn nhỏ lập tức phấn chấn, nó vui sướng kêu lên 2 tiếng rồi nhanh chóng nhận lấy linh đào từ trong tay Dương Bách Xuyên bắt đầu ăn. Dương Bách Xuyên cười, người đó, bản tính tham ăn vẫn không thay đổi. 3 quả linh đào trong cái miệng nhỏ nhắn của chồn nhỏ cả hột đào cũng không còn, đều bị nó nuốt xuống. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên còn định kêu chồn nhỏ phun hột đào ra, kết quả nháy mắt đã không còn. Không còn thì thôi vậy, dù sao thì hiện tại hắn cũng không thiếu cây linh đào. Chi chi! Sau khi chồn nhỏ ăn xong đột nhiên kêu chi chi với Dương Bách Xuyên, móng vuốt nhỏ của nó khoa tay múa chân kêu Dương Bách Xuyên mở tay ra. Dương Bách Xuyên cười mở tay ra nói, ngươi thật sự phun hột đào ra cho ta à? Chi chi chi! Lúc này chồn nhỏ đắc ý kêu lên, ngay sau đó bỗng nhiên nó hít vào, bụng nhỏ lập tức lớn hơn một vòng, miệng phun vào lòng bàn tay của Dương Bách Xuyên. Ngay sau đó trong tay Dương Bách Xuyên xuất hiện một viên đá. Đây là, Dương Bách Xuyên trợn hai mắt. Không ngờ rằng trong miệng chồn nhỏ lại phun ra một viên đá,
nhưng hắn đã từng nhìn thấy loại đá này rồi. Chính là một viên đá căn nguyên. Lúc trước sau khi bọn họ đào được một viên đá căn nguyên trong quặng mỏ ở thành Chiêu Giao bị U Dương Hải Đường đuổi giết chạy trốn, trải qua nhiều lần xoay vòng mới tới thành Tán Tu, đến bây giờ sóng gió đá căn nguyên còn chưa qua, hắn đã bị M Dương Tông và U Dương Hải Đường treo thưởng đuổi giết trong thành Chiêu Giao. Không ngờ rằng chồn nhỏ lại phun ra cho hắn một viên đá căn nguyên. Hương Hương lấy đâu ra vậy? Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi. Chít chít chít. Chồn nhỏ vô cùng đắc ý khoa tay múa chân, Dương Bách Xuyên mới biết viên đá căn nguyên này là xa khi chồn nhỏ tiến vào núi La Phù, lấy được ở một nơi trong núi La Phù, vì thế bị rất nhiều người đuổi giết. Dương Bách Xuyên thổn thức, chồn nhỏ thật sự trưởng thành rồi. Tạm không nói chồn nhỏ có thể chạy trốn khỏi sự đuổi bắt của rất nhiều cao thủ nguyên anh cảnh chính là bản lĩnh lớn, còn có thể phun đồ ra từ trong miệng, điều này cho thấy trong bụng chồn nhỏ có càn khôn khác. Đối với một số dị thú thiên đại thì trong bụng tồn tại một thứ tương tự không gian chứa đựng. Tuy rằng Dương Bách Xuyên cảm giác hơi thở của chồn nhỏ vẫn giống như lúc trước nhưng hắn biết sau khi chồn nhỏ đại nạn không chết thì huyết mạch đã tiến hóa. Dương Bách Xuyên cầm đá căn nguyên trong tay cẩn thận cảm nhận phản ứng của bình càn khôn một phát, cũng may bình càn khôn không giống như lần trước, vừa trông thấy đá căn nguyên đã cắn nuốt. Điều này khiến cho Dương Bách Xuyên thở phào một hơi. Đồng thời trong lòng hắn cũng cười khổ, nếu bình càn khôn không cắn nuốt đá căn nguyên thì cho thấy khẩu vị của bình càn khôn lại trở nên khó chịu rồi. Dương Bách Xuyên nghĩ lại mỗi lần thăng cấp của bình càn khôn, hình như sức mạnh bị cắn nuốt lần này biến thái hơn lần kia. Bây giờ cả đá căn nguyên cũng không cắn nuốt, chẳng lẽ lần sau bình càn khôn thăng cấp phải cho nó tiên thạch sao? Nghĩ tới đây trái tim Dương Bách Xuyên co giật. Trong lòng hắn khẽ động cất đá căn nguyên vào bình càn khôn, có một viên đá căn nguyên, hắn sẽ chuẩn bị để thời điểm đánh vào cảnh giới Nguyên Anh sử dụng, có đá căn nguyên thì lúc đánh vào cảnh giới Nguyên Anh cơ hội thành công sẽ rất lớn. Chồn nhỏ tặng hắn một món quà lớn, thế nhưng nghĩ lại thì người chủ nhân như hắn thì sao? Lúc ấy khi tế đàn sụp đổ là chồn nhỏ bảo vệ chủ nhân. Đến Sơn Hải giới cũng không tìm được chồn nhỏ, lúc chồn nhỏ bị rất nhiều cao thủ đuổi bắt, đang bị bắt nạt thì người chủ nhân là hắn lại không có ở bên cạnh. Bây giờ chồn nhỏ còn nghĩ đến người chủ nhân là hắn, há miệng liền phun ra một viên đá căn nguyên vô cùng quý giá. Dương Bách Xuyên xấu hổ, trong lòng cũng càng thương yêu chồn nhỏ hơn. Người chủ nhân như hắn không làm tròn bổn phận, trong lòng hắn nghĩ đời này có thể có linh thú như thế, cho dù con đường tu chân dừng lại ở đây cũng không tiếc nuối. Dương Bách Xuyên cảm khái, đồng thời cũng thề sẽ lấy lại công bằng cho chồn nhỏ, những kẻ từng đuổi bắt nạt chồn nhỏ, một kẻ hắn cũng sẽ không bỏ qua. Trong lúc Dương Bách Xuyên thất thần, chồn nhỏ lại phát ra tiếng kêu chít chít với hắn. Chít chít chít. Lần này chồn nhỏ cua móng vuốt khoa may múa chân với quan đài trên tế đàn. Dương Bách Xuyên chờ chồn nhỏ khoa tay múa chân xong thì nghi hoặc hỏi, người đang nói trong cái quan tài kia có bảo bối hả? Chít chít, chồn nhỏ kích động gật đầu, đôi mắt tỏa sáng, theo thiên tính của nó, sau khi nó phát hiện có bảo bối thì kích động. Đương nhiên Dương Bách Xuyên hiểu hết tiếng chít chít và khoa chân múa tay của chồn nhỏ. Theo như chồn nhỏ ra hiệu thì nó nói nó cảm nhận được có thiên địa chi bảo trong cái quan tài đá đen ngòm kia, có sức mạnh mạnh mẽ phát ra. Sở dĩ chồn nhỏ chạy vào đây dưới sự đuổi bắt của đám người giản hóa phàm cũng là do thiên phú tìm bảo vật cảm nhận được sức mạnh vô hình này thu hút nó, vì vậy nó mới từng bước đi tới đại điện có cái quan tài này. Cũng bởi vì sức mạnh tỏa ra từ trong quan tài khiến nó cảm thấy rất thoải mái. Sau khi đi vào thần hồn bị châm truy hồn hàn băng của giản hóa phàm đâm trúng, vết thương phát tác, rơi vào trạng thái nửa hôn mê. Sau khi Dương Bách Xuyên tới nơi này chồn nhỏ cũng cảm nhận được nên mới kêu một tiếng. Theo chồn nhỏ nói thì nếu không có sức mạnh vô hình tỏa ra từ trong quan tài, chồn nhỏ nói sợ là nó không thấy được chủ nhân rồi. Vì vậy ánh mắt chồn nhỏ nhìn cái quan tài kia sáng lên, hy vọng Dương Bách Xuyên mở quan tài tìm bảo bối. Dương Bách Xuyên không hề nghi ngờ khả năng tìm bảo vật của chồn nhỏ, nếu như chồn nhỏ nói trong quan tài có bảo vật quý giá đến mức khiến chồn nhỏ kích động thì nhất định khó lường. Có điều càng như thế thì trong lòng Dương Bách Xuyên càng chột dạ. Nếu đổi lại là cái khác thì hắn có thể sẽ không chút do dự đi tìm bảo vật. Nhưng đối mặt là một cái quan tài. Một cái quan tài đá đen ngòm kỳ lạ.
Hơn nữa dùng trận M dương nghịch hành phản thiên, bao vây quan tài tầng tầng lớp lớp, giấu trong hư ảnh, có trời sao ngôi sao đang liên tục sinh ra sức mạnh duy trì đại trận, chính là để trấn áp cái quan tài này. Hình vẽ trên lối đi bên ngoài cũng đã nói rất rõ ràng, bên trong cái quan tài này trấn áp phong ấn một đại ma đầu bị 9 người mạnh nhất phong ấn. Dương Bách Xuyên dám mở cái quan tài này sao? Trong lòng hắn không chắc, cũng không dám. Lỡ như thật sự thả một ma đầu tối cao ra thì phải làm sao bây giờ? Tuy rằng Dương Bách Xuyên tự cho mình không phải người tốt, nhưng cũng không phải một người xấu. Dưới tiếng kêu díu ra díu rít của chồn nhỏ kêu hắn mở quan tài ra tìm bảo vật, Dương Bách Xuyên cười khổ nói, người đừng tham lợi, lỡ như trong quan tài thả ra một ma đầu thì chẳng những tự chúng ta không chịu nổi mà ra ngoài chính là mầm tai họa lớn. Chít chít. Chồn nhỏ rất nhân tính hóa trợn mắt, giống như muốn nói, chủ nhân ngươi quá nhát gan. Dương Bách Xuyên cười vỗ đầu nhỏ của chồn nhỏ một cái, ánh mắt lại đặt lên cái quan tài trên tế đàn. Trong đôi mắt híp lại lóe ra ánh sáng. Lúc này trong đầu hắn vang lên giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà, thằng nhóc khốn nạn, đã nói với con rồi, tu chân giả kiêng kỵ nhất chính là tâm cảnh, rõ ràng trong lòng con muốn mở quan tài ra nhưng lại băn khoăn cái này lo lắng cái kia, tâm cảnh như thế mà tiếp tục kéo dài thì suy nghĩ của con có thể thông suốt sao? Con làm vậy là đang bồi dưỡng tâm ma đó có biết không? Tu chân theo đuổi việc bản tâm thoải mái. Trong lòng nghĩ thế nào thì đó chính là đại đạo, con làm trái với lòng chính là nghịch. Nếu như trong lòng muốn làm thì cứ tuân theo bản tâm là được, có gì mà phải lo lắng. Không phải chỉ là một cái quan tài thôi sao, bên trong có ma đầu không còn chưa biết, cho dù có thì sao chứ. Thế gian có ngàn vạn ma đầu, cũng là một trong số những đại đạo, dù sao ta cũng mặc kệ con sợ cái rắm, con đường tu chân vốn là một con đường khắc nghiệt, con đường đẫm máu. Có ma đầu ghê gớm thì cũng có trời giải quyết, thiên đạo vận hành định luật trời định, nên thế nào thì sẽ thế đó. Dương Bách Xuyên nghe lời của sư phụ, hắn nghe thế nào cũng có cảm giác bị đầu độc, cười khổ nói, lão già đáng chết, người nói thì dễ lắm, lỡ như thả ra một ma đầu thì chẳng phải con đã hại người rồi sao? Ai cũng biết ma đầu tàn nhẫn, đợi hắn ta ra ngoài mất kiểm soát, giết hại ngàn vạn sinh linh, người kêu trong lòng con làm sao yên được. Thằng nhóc thối, binh gia có câu nhất tướng công thành vạn cốt khô, mỗi vị tướng khi thành công đều phải trả giá bằng cả vạn bộ xương khô của binh lính, con đường tu chân cũng là như thế, chỉ cần có lợi đối với con thì làm sao chứ? Bản chất của sức mạnh tu chân chính là ích kỷ, con mở quan tài có thể nhận được chỗ tốt có lợi cho mình, để ý hắn ta gây chuyện làm gì? Hơn nữa tình hình còn chưa chắc như con nói, con đừng băn khoăn mở quan tài là được. Nếu như chồn nhỏ đã nói trong quan tài có bảo vật quý giá thì nhất định là đồ tốt. Con có tin không, nếu con không mở quan tài thì những người bên ngoài tiến vào sẽ không chút do dự mở nó ra. Vân Thiên Tà nói xong, Dương Bách Xuyên sững sờ, ngẫm lại thì lời của sư phụ cũng không sai, nếu là đám lão già đáng chết giản hóa phàm thì nhất định sẽ không có băn khoăn, lập tức mở quan tài ra đúng không? Nhưng hắn không phải là người khác, hắn cười khổ nói, lão già. Người có thể cảm nhận được tình hình trong quan tài không? Đến giờ Dương Bách Xuyên vẫn không cảm nhận được cái quan tài này có gì đặc biệt, ngay cả trận pháp bảo vệ cũng không cảm nhận được gì, chính vì vậy mới càng chứng tỏ có điều kỳ lạ. Có trận M Dương nghịch hành, có con rối đen trắng bảo vệ, làm sao lại không có sức mạnh bảo vệ được? Không cảm giác được, cái quan tài đá này đã ngăn cản tất cả cảm ứng, vô cùng kỳ lạ, bên trong có cái gì thì khó mà nói được. Nhưng chồn nhỏ của con đã bảo có thì sẽ không sai, con mở ra xem là được. Vân Thiên Tà nói. Hay là thôi đi, con không muốn làm tội nhân đâu, hơn nữa lỡ như mở ra thật sự có đại ma đầu cực mạnh thì con cũng không đối phó được, con vẫn nên nghiên cứu làm sao rời khỏi thì hơn. Tuy rằng Dương Bách Xuyên rất thèm muốn bảo vật quý giá trong quan tài mà chồn nhỏ nói, nhưng nhiều hơn là lo lắng, nếu thật sự là ma đầu thì tai hại rồi. Cuối cùng hắn vẫn không làm được loại chuyện vì tư lợi của bản thân mà giết hại người khác này. Ha ha ha, Vân Thiên Tà cười bảo, được được được, thằng nhóc con không sai, có thể giữ vững điểm mấu chốt, chỉ dựa vào điểm này thì con đã mạnh hơn người khác rồi. Nhớ kỹ, trên con đường tu chân tràn ngập các loại cám dỗ, nhưng có một trọng điểm chính là giữ vững điểm mấu chốt, có một số việc có thể làm, có một số việc cho dù chết cũng không thể đụng vào, nếu không con sẽ hối hận cả đời. Con có thể giữ vững điểm mấu chốt làm người,
vi sư rất vui mừng. Ặc, Dương Bách Xuyên kinh ngạc, giờ mới hiểu vừa rồi lão già cố ý thử thách bản thân. Hắn trợn mắt một cái không để ý tới lão già nữa, mang theo chồn nhỏ bắt đầu tìm đường ra trong đại điện, về phần cái quan tài kia thì hắn vẫn không muốn đụng vào. Dương Bách Xuyên đi vòng vòng trong đại điện hơn 10 ngày cũng không phát hiện được đường ra nào. Tính toán thời gian, từ khi hắn tiến vào đến bây giờ đã qua 2 tháng. Dương Bách Xuyên không hề có phát hiện nào, điều này khiến trong lòng hắn có chút bực bội, nếu như không tìm thấy đường ra ngoài thì rất có thể hắn sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này. Dương Bách Xuyên hết cách, chỉ đành bay vào đại điện nhìn chằm chằm hư không tìm kiếm, kết quả hắn phát hiện không nhìn thấy nhóm sao bắt đầu nữa. Sau khi tiến vào trời sao không cảm giác được bất kỳ manh mối nào, có lẽ bầu trời sao nơi này và trời sao lúc trước đều có trận pháp thay đổi, đang thay đổi mọi nơi mọi lúc, căn bản không tìm được bất kỳ manh mối nào. Hơn 10 ngày nữa trôi qua, Dương Bách Xuyên lại quay trở về đại điện. Hắn đứng trong đại điện mà bực bội vô cùng, hắn hỏi sư phụ, ông cũng nói trận M Dương nghịch hành phản thiên, điên đảo càn khôn, đang biến đổi mọi lúc, thật thật giả giả không có dấu vết mà tìm kiếm. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi, chờ nhóm sao bắt đầu trong trời sao lại hiện ra. Nhưng mà lúc này không ai biết sẽ là bao lâu, cho dù nhóm sao bắt đầu lại xuất hiện cũng chưa chắc có thể ra ngoài. Đúng vào lúc này, một giọng nói suy yếu vang lên trong đại điện, tiểu bối, muốn ra ngoài sao? Bất thình lình, Dương Bách Xuyên bị giọng nói đột ngột xuất hiện này dọa tới kêu lên một tiếng. Ai? Dương Bách Xuyên nhìn khắp nơi, không có bất kỳ bóng người nào. Cuối cùng hắn đặt ánh mắt vào cái quan tài trên tế đàn. Toàn bộ đại điện, ngoại trừ hắn và chồn nhỏ thì không có thêm ai khác, khả năng duy nhất là phát ra từ chiếc quan tài kia. Quả nhiên, giọng nói yếu ớt lại vang lên, bản tôn ở trong quan tài, tiểu bối muốn ra khỏi đây thì mở quan tài đi. Lần này, từ trong quan tài giọng nói ấy phát ra vô cùng rõ ràng, yếu ớt, u tối và già nua, giống như truyền đến từ địa ngục vô tận. Ngươi là, ma đầu, khóe miệng Dương Bách Xuyên giật giật, hiện tại hắn đã thật sự tin về những hình ảnh mà lúc trước hắn nhìn thấy ở trong thông đạo. Ma đầu, ha ha, giọng nói yếu ớt kia bỗng nhiên cười có chút kích động, nhưng trong nụ cười đó lại tràn đầy giễu cợt. Dương Bách Xuyên không lên tiếng, đợi tiếng cười trong quan tài ngừng lại, hắn mới nghe thấy người đó hỏi, tiểu bối, ngươi nói cho ta biết, thế nào là ma? Thế nào là ma? Vấn đề này khiến Dương Bách Xuyên sững người, vậy còn phải hỏi sao? Hắn lập tức trả lời, mà có tội ác tày trời, loại giết người khát máu, không có nhân tính. Nếu theo như lời ngươi nói, thế gian này ma quỷ vô kể, con đường tu chân, có ai mà trên tay không dính máu? Có hạng người nào lại nhân từ nương tay? Một tiểu bối như ngươi mới chỉ nhìn thấy vài bức họa này đã nhận định bản tôn là ma, nực cười, tiểu bối ngươi nghe cho rõ đây. Thế gian này chẳng có cái gì gọi là ma, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Bản tôn bị một đám ngụy quân tử trấn áp, thua rồi chính là ma, nếu như năm đó bản tôn trấn áp được bọn khốn kiếp kia, vậy thì ma quỷ được khắc trên thông đạo chính là 9 người bọn họ, hiểu không? Giọng nói tự xưng là bản tôn, lại đưa cho Dương Bách Xuyên một đáp án như vậy. Nghe còn có vẻ rất có lý. Nói thẳng ra, định nghĩa về ma quỷ. Chỉ cần không phải là yêu ma chân chính thì sẽ là cái tên mà kẻ mạnh đặt cho kẻ yếu. Khi Dương Bách Xuyên ở trên trái đất, không phải cũng bị người ta gọi là ma đầu hay sao? Hiện tại nghe người này nói như vậy, thật đúng không đoán được là thật hay giả. Có điều, đối với Dương Bách Xuyên mà nói, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác như vậy. Chẳng may, lão đầu này là một người có tu vi thông thiên, hơn nữa còn giết người vô số thì sao? Một khi thả ông ta ra ngoài, ông ta liền trở mặt giết người. Dù sao thì hắn sẽ không làm những chuyện mà bản thân chưa hiểu rõ. Có lẽ là hồi lâu không có được câu trả lời của Dương Bách Xuyên, giọng nói này lại vang lên, tiểu bối, chỉ cần ngươi thả bản tôn ra ngoài, bản tôn sẽ cho ngươi tất cả những gì mà ngươi muốn, không cần ngươi phải làm gì cả, chỉ cần xóa đi 7 phù văn trên quan tài là được, thế nào? Dứt lời. Lão ta lại tiếp tục nói, nếu như ngươi không thả bản tôn ra ngoài, ngươi cũng sẽ bị nhốt ở nơi này, vĩnh viễn không được ra ngoài. Nơi này chính là M Dương nghịch chuyển lật thiên trận, càn khôn nghịch chuyển, âm dương đảo ngược, chỉ có thể vào mà không thể ra.
Thứ duy nhất có thể lật chuyển chính là cỗ quan tài đang phong ấn bản tôn này, nếu như ngươi không giúp bản tôn thì ngươi cũng sẽ bị nhốt ở đây cả đời, tu vi của ngươi mới chỉ dừng ở mức kim đan nhỏ bé, sớm muộn gì cũng sẽ hao tổn tới chết, suy nghĩ cho thật kỹ, bản tôn cho ngươi chỗ tốt lại còn có thể thoát thân khỏi nơi này, cớ sao lại không làm. Dương Bách Xuyên trầm mặc như cũ, cho dù thế nào thì hắn cũng sẽ không tin hoàn toàn vào lời nói này. Chưa tới thời khắc cuối cùng thì hắn tuyệt đối không dễ dàng đưa ra quyết định. Đến hiện tại, sư phụ của hắn cũng không biết ai đã bị phong ấn ở đây. Đứng cạnh tế đàn nhìn về phía cỗ quan tài, quả nhiên có thể thấy được một số phù văn như ẩn như hiện, những phù văn này chính là mấu chốt để trấn áp phong ấn. Ma đầu bảo hắn xóa phù văn khắc trên quan tài là được, có thể xóa sao? Dương Bách Xuyên tự hỏi bản thân. Sau khi xóa phù văn là có thể ra ngoài. Đối phương đã nói, muốn mở nắp quan tài thì nhất định phải xóa đi phù văn phía trên, hắn cũng không biết là thật hay giả. Chỉ có thể vào mà không thể ra, muốn ra ngoài thì bắt buộc phải mở phong ấn, thả một ma đầu đầy ẩn số ra ngoài, đây là một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Khiến cho Dương Bách Xuyên rất rối rắm. Qua một lúc lâu, Dương Bách Xuyên mới hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Chín người mà ngươi nhắc tới là kẻ nào? Vì sao bọn họ lại muốn phong ấn ngươi? Mặc dù hắn biết rõ, khả năng đối phương không nói thật là rất lớn, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn muốn biết một chút. Điều mà Dương Bách Xuyên không biết là, thời khắc hắn hỏi ra câu này, sâu bên trong nội tâm hắn đã buông lỏng hơn nhiều. Ngươi có thể gọi bản tôn là đại tôn còn về chín người phong ấn kia, chính là lũ đạo đức giả. Người tự xưng là đại tôn kia bắt đầu kể cho Dương Bách Xuyên về lai lịch của mình, tất nhiên là rất khó phân biệt thật giả. Về danh xưng đại tôn, Dương Bách Xuyên cũng biết có lẽ không phải là thật, chỉ là tên xưng hô mà thôi, dù sao thì hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng. Có lẽ là do bị phong ấn quá lâu, đại tôn giống như máy phát thanh, kể liên tục về câu chuyện của hắn. Dương Bách Xuyên nghe xong cũng hiểu được đại khái. Theo như lời kể của đại tôn, hắn và bọn họ đều là người của Sơn Hải Giới, nhưng lại bị trấn áp vạn năm. Mặt khác, chính người kia là thủ lĩnh của chín thị tộc cường đại, cũng bởi vì đại tôn đoạt được một món chí bảo mà những người kia nổi máu tham, vì thế mới muốn giết, nhưng không giết được, cuối cùng chỉ có thể trấn áp phong ấn thần hồn. Dương Bách Xuyên trợn mắt nói, những lời này của ngươi đúng là thật khó tin, theo như ta được biết, thế lực cường đại nhất hiện nay ở Sơn Hải Giới là Bổ Thiên Các. Cũng không có cái gọi là thị tộc nào cả. Tiểu bối, người thì hiểu cái gì, chín thị tộc kia chính là thành viên của Bổ Thiên Các, 10 vạn năm trôi qua, e là những lão quái vật năm đó đã sớm vượt qua thiên trảm, tới một thế giới khác rồi, người chưa từng nghe cũng là điều bình thường. Tiểu bối chớ lo lắng sau khi bản tôn ra ngoài sẽ lạm sát kẻ vô tội, ta và ngươi đều là người tu đạo, hẳn là hiểu rõ giết chóc quá nhiều sẽ bị trời phạt. Cho dù bản tôn muốn báo thù thì cũng tìm chín kẻ đạo đức giả năm xưa, hơn nữa chân thân của bản tôn đã bị hủy diệt, hiện tại cũng chỉ còn tàn hồn mà thôi, muốn báo thù cũng không có thực lực, không cần lo lắng bản tôn sẽ gây ra sóng gió gì. Đại tôn yếu ớt nói. Dương Bách Xuyên giật mình, dường như đại tôn còn biết hắn đang nghĩ gì nên đã đưa ra đáp án. Dương Bách Xuyên trầm mặc một lúc lâu, hiện tại hắn cũng không biết mình có nên giúp đỡ đại tôn hay không. Suy nghĩ cho kỹ, giúp bản tôn cũng chính là giúp người giọng của đại tôn mang theo sự mê hoặc lại vang lên. Dương Bách Xuyên nghe tới run cả người. Quả thật, nếu không tìm thấy đường ra, cứu đại tôn chính là lựa chọn duy nhất. Khó cả đôi đường. Dương Bách Xuyên lâm vào trầm tư, mà giọng nói của đại tôn cũng không vang lên nữa, giống như là cho Dương Bách Xuyên thời gian suy nghĩ. Từng giây từng phút trôi qua. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, đột nhiên hắn nghĩ tới, nơi này chỉ có thể vào mà không thể ra, nếu như cứ kéo dài như vậy, đám người giản hóa phàm cũng chẳng tiến vào được, đến khi đó sẽ kéo theo rất nhiều chuyện không hay. Nếu hắn không thả đại tôn ra ngoài thì đám người giản hóa phàm cũng sẽ thả. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn đưa ra quyết định, thôi thì mạo hiểm một lần vậy, hắn không thể chờ đợi mãi như vậy được. Cho dù đám người giản hóa phàm không vào được thì hắn cũng không thể bị nhốt ở đây cả đời được, hắn còn muốn về nhà, người trong nhà còn đang đợi hắn. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ta tin tưởng ngươi như vậy, chẳng may sau khi thoát được ra ngoài, ngươi lại ra tay với ta thì sao? Dương Bách Xuyên nhìn về phía quan tài nói.
Hừ, ngươi lại quá xem thường bản tôn rồi, giết một tu sĩ kim đan nhỏ nhoi như ngươi chẳng đáng bỏ công, bản tôn xin thề sẽ không ra tay với ngươi, tiểu bối ngươi cũng là lo lắng dư thừa, hiện tại thần hồn của bản tôn, trải qua thời gian 10 vạn năm cũng sắp hao hết, làm sao có thể giết ngươi được. Lời nói cuối cùng của đại tôn chứa đầy vẻ cô đơn. Dương Bách Xuyên nghe vậy, trong lòng cũng yên tâm hơn, hắn hỏi, ta phải làm thế nào? Đối với ngươi mà nói thì rất đơn giản, ngươi chỉ cần nhỏ máu vào phù văn trên quan tài, rót chân khí là có thể xóa đi phù văn, những chuyện còn lại giao cho bản tôn là được. Giọng nói vang lên có chút run rẩy. Dương Bách Xuyên gật đầu, cắn răng nhỏ máu xuống 7 phù văn trên quan tài, sau đó rót chân khí vào, ngay lập tức, 7 phù văn đỏ rực lên, nối thành một đường. Ầm ầm ầm. Giờ phút này, quan tài đá bắt đầu lắc lư, vang lên một loạt tiếng nổ. Hơn nữa, 7 ký hiệu phù văn cũng dần biến mất. Ầm ầm ầm. Lúc này, bên trong quan tài vang lên một tiếng nổ như sấm, cả tế đàn cũng rung chuyển theo quan tài. Ngay sau đó, một cỗ khí tức cường đại khiến người ta không thể nào thở nổi, hơi thở mạnh mẽ từ trong quan tài tản ra ngoài. Ầm. Trong giây lát, nắp quan tài nổ tung, một cỗ ma khí bay lên. Oa ha ha, cuối cùng bản tôn cũng thoát ra ngoài, 1 vạn năm, suốt 1 vạn năm, mấy lão già của bổ thiên các cứ đợi đấy cho ta, bản tôn muốn băm nát các ngươi. Giọng nói của đại tôn tràn ngập hận thù. Giây phút này, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng sợ hãi, hắn nhìn thấy một cỗ ma khí khổng lồ bên trong quan tài, trong nháy mắt đã bay về phía hắn. Dương Bách Xuyên lập tức hiểu lão ta muốn làm gì, quả nhiên đại tôn là ma đầu, nói mà không giữ lời. Ngươi muốn làm gì? Dương Bách Xuyên tái mặt hỏi. Giữa ma khí nồng đậm, lão ta cười gian trá nói, tiểu bối, bản tôn không có ma thể, ngươi làm đầy tớ của bản tôn, tạm thời cho ta mượn cơ thể, ha ha ha, có thể trở thành đầy tớ của bản tôn chính là phúc khí của nhà ngươi. Trong lúc nói chuyện, một cỗ ma khí bay thẳng tới mi tâm của Dương Bách Xuyên, giờ phút này vẻ mặt của Dương Bách Xuyên đã trắng bệch, hắn chuẩn bị chống lại, nhưng mà giọng nói của sư phụ hắn lại hừ lạnh. Đừng chống cự, để hắn tiến vào ý thức của con, một tàn hồn đại thừa kỳ mà cũng dám làm càn. Dương Bách Xuyên nghe sư phụ mình nói như vậy, hắn từ bỏ chống cự, bởi vì hắn đã cảm nhận được bình càn khôn trên tay trái đang dần nóng lên, biết sư phụ mình chuẩn bị ra tay. Đúng là ngoài ý muốn, tên đại tôn này đúng là ma đầu, càng không ngờ được hắn ta đã tuyên thể sẽ không xuống tay với mình, hơn nữa theo lời của sư phụ. Tu vi thần hồn của đại tôn có cấp bậc đại thừa, có lẽ là một nhân vật rất lợi hại. Có điều nghe giọng của sư phụ mình đầy vẻ khinh thường, Dương Bách Xuyên cũng yên tâm rồi. Nếu như tên ma đầu này quả thật là một cao thủ đại thừa bằng da bằng thịt, có lẽ Dương Bách Xuyên sẽ sợ hãi, nhưng hắn ta chỉ là một thần hồn cấp bậc đại thừa. Còn sư phụ của hắn thì sao? Một thần hồn thập nhị kiếp tán tiên có cấp bậc tổ tông. Thừa đủ để đối phó với một ma đầu đại tôn. À, lúc này đại tôn ở trong đám ma khí lại ồ lên một tiếng, tiểu bối rất biết điều, từ bỏ chống cự là đúng đắn, bản tôn muốn thân thể của ngươi, ta sẽ không làm thương tổn tới thần hồn của ngươi, nếu như phản kháng, bản tôn chỉ cần một ngụm cũng có thể cắn nuốt thần hồn của ngươi, ha ha ha. Ma đầu đại tôn sau khi thoát được phong ấn thì vô cùng đắc ý, dứt lời, chỉ trong nháy mắt lão ta đã tiến vào ý thức của Dương Bách Xuyên. Ngay sau đó là một tiếng hét thảm, a, ngươi là ai? Tiếng la hét đầy hoảng sợ của đại tôn vang vọng, Dương Bách Xuyên cười lạnh, hắn biết sư phụ đã ra tay. Một tên tiểu ma đầu mà thôi, cũng dám toan tính với đồ đệ của Vân Thiên Tà ta, ngươi muốn chết. A, xin tha mạng. Muộn rồi. Dương Bách Xuyên chỉ nghe thấy tiếng hừ lạnh như băng của sư phụ mình, cũng biết sư phụ đã trấn áp được thần hồn của ma đầu đại tôn. Nhưng mà ngay lúc này, từ trong quan tài lóe lên một tia sáng lấp lánh, bay vèo một cái tới bên cạnh Dương Bách Xuyên. Ngay lập tức, Dương Bách Xuyên cảm thấy toàn thân mình rung một cái, tiếp đó hắn nghe được giọng nói đầy giận dữ từ trong đầu mình, bản tôn nhớ kỹ ngươi rồi, gặp lại nhất định sẽ không tha cho ngươi. Ngay lúc này, trong đầu hắn vang lên một tiếng hỗn loạn, tiếp đó, một luồng ma khí từ trong cơ thể hắn bay vọt ra ngoài. Xông thẳng lên bầu trời sao trên đỉnh đầu. Không ngờ lại là ma nguyên lực, chẳng trách tồn tại cả vạn năm mà thần hồn không bị diệt. Vân Thiên Tà nói.
Lúc này, Dương Bách Xuyên cảm thấy trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng như muốn nổ tung, lão đầu chết tiệt, đã xảy ra chuyện gì? Thứ gì chui vào cơ thể của con vậy? Không sao rồi, thần hồn của người kia đã bị vi sư đả thương nặng, trong khoảng thời gian ngắn, hắn ta sẽ không hại được người khác, còn về thứ trong cơ thể con là một loại ma nguyên lực có cùng cấp bậc với tiên nguyên lực, sức mạnh vượt qua cả lực lượng của tu chân giới. Tiểu ma đầu kia bị phong ấn ở đây một vạn năm mà thần hồn cũng không bị mài mòn, vừa rồi còn dựa vào ma nguyên lực để thoát khỏi giam cầm của vi sư, cũng xem như mạng của hắn chưa tuyệt. Vân Thiên Tà thở dài nói, đây là lần đầu tiên có người trốn được từ trong tay ông. Lúc này, Dương Bách Xuyên cảm nhận được cỗ lực lượng trong cơ thể kia đang bạo động, hắn khổ sở nói, lão đầu chết tiệt, khoan hẵng nhắc tới ma đầu kia, vì sao ma nguyên lực lưu lại trong cơ thể lại khiến con hoảng loạn như vậy? Làm sao bây giờ? Sợ cái gì, có vi sư trấn áp sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, thực lực hiện tại của con không chịu nổi ma nguyên lực, đợi lát nữa thả trấn áp rồi dẫn lực lượng vào bình càn khôn là được. Vân Thiên Tà không thèm để ý nói. Vậy thì tốt, giày vò chết đi được, Dương Bách Xuyên lau mồ hôi lạnh nói. Có điều ngay vào lúc này Vân Thiên Tà lại nói một câu khiến hắn hoảng sợ. Mặc dù vi sư có thể dẫn ma nguyên lực vào bình càn khôn, nhưng dù gì thì nó cũng đã lưu lại trong cơ thể của con, đợi sau khi dẫn dắt đi thì vẫn có thể sót lại, con phải chuẩn bị sẵn sàng luyện hóa, có lẽ sẽ giúp con nâng cao tu vi, còn tăng được bao nhiêu thì phải dựa vào may mắn của con rồi. Có lợi như vậy à, cái này thì được, ha ha. Thằng nhóc con đừng vui mừng quá sớm, ma nguyên lực có cùng cấp bậc với tiên nguyên lực, đây không phải là lực lượng mà chân khí có thể so sánh được, hơn nữa lại là thuộc tính tà khí. Khác với chân khí của con, có điều con cũng không cần quá lo lắng, trên thế gian này càn khôn tạo hóa quyết là độc nhất vô nhị, nó có thể luyện hóa tà khí chắt lọc thành lực lượng tinh khiết để con sử dụng, chân khí là ma nguyên lực xung đột sẽ rất đau đớn, chịu đựng cố gắng vượt qua là sẽ ổn. Ặc lão đầu tử, người đừng làm con sợ. Thằng nhóc vô sỉ, vi sư cũng không có tâm trạng để đùa giỡn với con, chuẩn bị sẵn sàng, vi sư sắp buông áp chế. Chờ sư phụ dứt lời. Dương Bách Xuyên liền cảm thấy cỗ lực lượng trong cơ thể lập tức bùng nổ. Chớp mắt, cơ thể hắn giống như nổ tung, không nhịn được mà la lên một tiếng gào thảm thiết, a. May mà loại cảm giác này chỉ diễn ra trong nháy máy, hắn phát hiện càn khôn trên tay trái bắt đầu nóng lên, cỗ lực lượng này nhanh chóng bị bình càn khôn hấp thu lại. Ngay sau đó, đan điền đau thắt, hắn biết ma nguyên lực đang gào thét, lúc này hắn khoanh chân ngồi xếp bằng. Vận công càn khôn tạo hóa quyết bắt đầu luyện hóa. Như sư phụ đã nói, mặc dù ma nguyên lực chỉ có vẻn vẹn một tia nhưng lại gây nên xung đột với chân khí trong cơ thể, toàn bộ kinh mạch dường như đang xảy ra phản ứng hóa học, đau đớn, nóng rát vô cùng. Giống. Trên trán Dương Bách Xuyên đổ đầy mồ hôi, hắt gầm lên một tiếng không phải người. Nhưng may mắn là, càn khôn tạo hóa quyết không hổ là công pháp đỉnh cao. Hắn đã luyện hóa xong ma nguyên lực. Sau khi đi lại một vòng, cỗ lực lượng này sau khi tiến vào kim đan đã hoàn toàn dung hợp thành một thể với chân khí. Ầm ầm. Kim đan chấn động, vang lên một tiếng nặng nề, tiếp đó cơn đau rát toàn kinh mạch cũng biến mất, thay vào đó là một thân đầy sảng khoái. Từ tu vi kim đan hậu kỳ tăng vào tới kim đan đại viên mãn. Chỉ với một tia ma nguyên lực đã khiến tu vi của hắn tiến một bước. Tuy là sinh ra một cơn đau mà người thường rất khó chịu nổi, nhưng hiệu quả lại vô cùng rõ rệt. Nếu như không phải sư phụ nói, tu vi hiện tại của hắn không chịu nổi ma nguyên lực thì hắn đã muốn luyện hóa toàn bộ cỗ lực lượng kia, đến khi đó không chừng còn có thể một bước lên trời, tiến vào cảnh giới Nguyên Anh. Nhưng cho dù có thể thì hiện tại cũng không còn nữa rồi, bị bình càn khôn nuốt vào thì đừng mơ nữa, cũng không biết lần này bình càn khôn cắn nuốt ma nguyên lực, liệu có thăng cấp không? Sau khi mở hai mắt, hắn cảm nhận lại tu vi của mình, khoảnh khắc đó Dương Bách Xuyên ngửa mặt lên trời thét lớn, a. Cuối cùng cũng có chút thực lực đặc biệt, hiện tại nếu phải đối đầu với giản hóa phàm có tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ, hắn tin mình có thể đánh cho ông ta tơi bời, hơn nữa cộng thêm hai con hình nộm, ha ha, ở đây là núi La Phù, hắn tung hoành một lần. Lúc này, giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên, được rồi. Con đi xem thử trong quan tài có phải là có đồ gì hay không, hắn ta luôn tồn tại dưới trạng thái thần hồn, không thể bảo tồn được ma nguyên lực, hẳn là phải có vật dẫn để bảo vệ ma nguyên lực,
che chở cho thần hồn của tiểu ma đầu kia. Đợi sư phụ nói xong, Dương Bách Xuyên gật đầu rồi đi về phía quan tài, tới đó mới phát hiện, không biết từ lúc nào chồn nhỏ đã ở trong quan tài, hai móng vuốt ôm lấy một viên ngọc trai màu đen, đưa cho Dương Bách Xuyên như là muốn được khen thưởng. Đây là thứ gì? Dương Bách Xuyên cầm lấy rồi đưa cho chồn nhỏ một quả linh đào. Chắc là ma châu, thường để cất giữ đồ đạc, nhưng ma châu này cũng không phải là pháp bảo tầm thường, bên trong có thể chứa đựng yêu hồn và thần hồn, cũng xem như là thứ đồ tốt, không hay gặp. Vân Thiên Tà giải đáp cho Dương Bách Xuyên. Lão đầu tử, nếu như là ma khí thì con có thể dùng không? Dương Bách Xuyên hỏi. Ma khí hay là tiên khí chỉ là một danh xưng, đương nhiên có thể dùng, con cứ luyện hóa xem bên trong có thứ gì. Vân Thiên Tà bảo Dương Bách Xuyên luyện hóa thử. Nếu như là pháp bảo có thể luyện hóa, vậy thì dễ hơn rồi, ngay sau đó Dương Bách Xuyên bắt đầu luyện hóa, ý thức khẽ động tiến vào ma châu xem thử, bên trong cũng không có thứ gì đặc biệt. Toàn bộ không gian cũng không tính là lớn, cũng chỉ tầm 8 đến 9 mét vuông, có điều hắn lại phát hiện ra hai miếng ngọc giản ở bên trong. Rút ý thức khỏi ma châu, tâm khẽ động, hắn lấy ngọc giản ra xem thử, Dương Bách Xuyên lập tức vui mừng. Bên trong khối ngọc giản này ghi chép một kỹ năng kiếm pháp gọi là, hắn sử dụng kiếm đồ long cũng không có chiêu thức gì đáng nói, bộ hỗn nguyên kiếm pháp này coi như là thích hợp. Nhìn tổng thể, hỗn nguyên kiếm pháp có tổng cộng 9 chiêu kiếm, yêu cầu tu vi cũng không nhiều, dựa theo thực lực hiện tại của hắn thì có thể luyện được 3 chiêu. Hắn đưa hỗn nguyên kiếm pháp cho sư phụ xem, cũng nhận được một câu đánh giá không tồi, theo như lão đầu tử nói, đây là kiếm pháp cận chiến, có thể tu luyện nhanh chóng. Bên trong khối ngọc giản thứ hai cũng có một bộ công pháp, Dương Bách Xuyên nhìn qua thì đây chỉ là một công pháp bình thường, luận về công pháp thì hắn không thiếu. Liếc qua một lần liền ném trở vào ma châu. Về phần ma châu chính là một pháp khí dự trữ, rất thích hợp để tu luyện thần hồn, hắn chuẩn bị sau khi tìm thấy được Ngô Mặc Thu thì sẽ đưa cho cô, vô cùng hợp lý. Sau đó Dương Bách Xuyên hỏi sư phụ, lão đầu tử, bây giờ làm thế nào để ra ngoài? Thần hồn của tên ma đầu xưng là đại tôn kia chạy rồi, nhưng hắn còn chưa nói cho con biết cách ra ngoài, cứ như vậy mà đi mất. Vội cái gì, lối ra chính là quan tài ở tế đàn, cũng chính là mắt trận của âm dương nghịch hành, hủy mắt trận là có thể phá vỡ. Vân Thiên Tà nói, đơn giản như vậy à? Thử là biết ngay, 8-9 phần là như vậy. Được, để con thử xem công lực của con có thể phá vỡ mắt trận này không? Trải qua cả vạn năm, uy lực của trận pháp này cũng chẳng còn bao nhiêu, một kiếm là đủ. Dương Bách Xuyên nghe sư phụ mình nói như vậy, trong lòng lập tức vui mừng, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, tu vi đã đạt tới kim đan đại nguyên mãn, cũng xem như là có năng lực tự bảo vệ bản thân. Hắn cầm kiếm đồ long trên tay bắt đầu ngưng tụ chân khí, sau đó bổ thẳng một kiếm xuống quan tài. Ầm ầm. Một tiếng vang lớn. Quan tài bị chia thành 4-5 mảnh. Ngay sau đó, toàn bộ đại điện lắc lư, bầu trời sao trên đỉnh đại điện cũng quay cuồng, tạo thành một cái khe thật lớn, mặt đất nứt ra, cột đá bắt đầu sụp đổ. Lão đầu, sao lại sụp đổ thế này? Hỏi thừa, trận pháp bị phá rồi, đại điện tự xưng là không gian ảo này đương nhiên cũng sẽ đổ nát, đừng nhiều lời nữa, nhanh chóng tiến vào hư không, chắc là sẽ ra được. Nghe sư phụ nói xong, Dương Bách Xuyên không dám nghi ngờ, hắn vung tay thu hai người khôi lỗi và chồn nhỏ vào không gian bình càn khôn, dậm chân bay vào trong tinh không. Sau khi bay vào tinh không, Dương Bách Xuyên cảm nhận được một cỗ năng lượng khổng lồ bạo phát, hắn biết bầu trời sao này là do trận pháp tạo thành, không phải là bầu trời thật sự, hiện tại mắt trận đã bị hắn hủy diệt, bầu trời sụp đổ cũng là điều bình thường. Một khi bầu trời này biến mất, đương nhiên hắn có thể thoát ra ngoài. Dưới lực hút khổng lồ, Dương Bách Xuyên tìm đường đi ra. Trong một khoảnh khắc, cảm nhận được lực lượng âm dương, hắn vui vẻ bay ra ngoài, tiến vào vùng giao nhau giữa âm và dương chính là cánh cửa của sự sống, chắc chắn đây là cửa thoát khỏi nơi này. Quả nhiên sau khi bay vào, cảm giác truyền tống quen thuộc. Một giây sau, trước mắt Dương Bách Xuyên sáng lên, không ngờ hắn lại xuất hiện ở một nơi đầy các loại đá. Nhìn thoáng qua dường như vẫn là nơi mà lúc trước Tử Vĩ đã dẫn hắn tới. Cuối cùng cũng thoát được ra ngoài, đây có thể xem như là một chuyện tốt. Chỉ có điều hắn không ngờ nơi mình đi ra lại là một chỗ khác,
chứ không phải cái hố lớn lúc trước. Ngay lúc này, tiếng xé gió vang lên. Dương Bách Xuyên vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy vài bóng dáng xuất hiện vây quanh hắn. Ha ha ha, tiểu tử, hơn 2 tháng rồi không ngờ ngươi còn có thể sống mà thoát ra đấy. Xung quanh hắn xuất hiện 7-8 người, mỗi trong số họ đều có khí tức cường đại, người lên tiếng là Giản Hóa Phàm. Từ sau khi Dương Bách Xuyên bước vào trong hố kết giới, Giản Hóa Phàm và một đám người đã liên thủ để phá vỡ kết giới, sau đó tiến vào trong hố lớn, cùng bước vào thông đạo, nhưng khi đối mặt với phù văn trên bức tường, bọn họ lại luống cuống, không ai có thể phá giải phù văn sinh môn, thử vài lần còn bị tổn hại không ít người. Kết quả chỉ đành phải rút lui, bọn họ luôn đứng bên ngoài canh giữ, bởi vì bọn họ tin chắc Dương Bách Xuyên sẽ ra ngoài, cho dù không ra thì bọn họ cũng sẽ đợi, đợi cho tới khi cao thủ am hiểu trận pháp phù văn xuất hiện. Mà lần đợi này chính là hơn 2 tháng. Trước đó, toàn bộ hố lớn đột nhiên sụp đổ, trong phạm vi mấy ngàn thước giống như là động đất, sau đó có người trông thấy Dương Bách Xuyên, ánh sáng lóe lên, lúc này mới nhanh chóng đuổi tới đây. Tất cả mọi người đều đoán nơi này là cung điện dưới núi La Phù, có thiên tài địa bảo, ban ngày tỏa ra ánh sáng chói mắt liền nhận định là thiên tài địa bảo xuất thế, kết quả Giản Hóa Phàm qua tới đây thì lại trông thấy Dương Bách Xuyên. Lúc này Giản Hóa Phàm đang đứng trên một tảng đá cách đó không xa, ông ta đứng từ trên cao nhìn xuống Dương Bách Xuyên, âm hiểm nói tiểu tử ngươi là Dương Bách Xuyên. Sau khi ông ta biết được tên của Dương Bách Xuyên qua Tử Vĩ, trong lòng liền hận tới nghiến răng nghiến lợi, thề sẽ báo thù cho cháu trai Giản Thành, đối với ông ta mà nói Dương Bách Xuyên nhất định phải chết. Lão già kia, là ta thì sao? Dương Bách Xuyên híp mắt quan sát, hắn nhìn Giản Hóa Phàm. Sau đó lại nhìn vô số người đang vây quanh mình, còn có không ít người đang chạy tới, bọn họ dường như đều là cảnh giới Nguyên Anh, nhưng mà, Dương Bách Xuyên của hiện tại sẽ sợ sao? Trong bình càn khôn có 2 người khôi lỗ thực lực ngang với hắn, hơn nữa tu vi hiện tại của hắn đã đạt tới kim đan đại viên mãn, Dương Bách Xuyên không còn sợ hãi. Tu vi của công pháp càn khôn tạo hóa quyết đã tới hậu kỳ, xem như là có 1 không 2. Một kim đan như hắn đúng là không sợ Nguyên Anh. Có thêm thể chất ngũ hành linh căn và thập chuyển kim đan lĩnh vực, chiến đấu vượt cấp chống lại Nguyên Anh cũng không phải là điều không thể. Nói đúng ra, từ sau khi hắn tiến vào thế giới tu chân thì vẫn luôn chiến đấu vượt cấp, hiện tại cũng không ngoại lệ, chỉ có điều tu vi càng ngày càng cao hơn, chiến đấu vượt cấp từ cảnh giới lớn thu hẹp tới cảnh giới nhỏ hơn mà thôi. Tu chân giả Nguyên Anh quả thật là ưu thế. Khác biệt với kim đan là ở thần hồn cường đại. Điểm này, Dương Bách Xuyên đã sớm biết. Có điều, nói về sức mạnh thần hồn thì hắn thật sự không ngán một ai. Từ trước tới nay, thần hồn cường đại luôn là thế mạnh của hắn. Cho dù thần hồn của bản thân không bằng cao thủ Nguyên Anh, nhưng đừng quên hắn còn có một thần hồn của sư phụ thập nhị kiếp tán tiên, lúc nào cũng có thể ứng cứu. Nếu như đám cao thủ Nguyên Anh này không biết trời cao đất dày mà công kích thần hồn với hắn, đó mới thật sự là muốn tìm chết. Dương Bách Xuyên có một cảm giác, đừng thấy lão đầu nhà hắn luôn miệng nói mình là cái gì mà tàn hồn, mỗi lần trợ giúp xong đều phải ngủ say tu dưỡng. Mà theo Dương Bách Xuyên biết thì có 2 sự thật. Thứ nhất, lúc trước khi mới đoạt được bình càn khôn, sư phụ thức tỉnh, khi đó thần hồn của người thật sự là rất yếu, nhưng sau này tu vi của hắn tăng lên. Thần hồn của sư phụ cũng theo đó mà phục hồi cường đại. Thứ hai, hắn hiểu lão đầu nói như vậy thật ra là muốn bản thân hắn độc lập, không nên tạo thành thói quen ỷ lại vào người, nhưng mỗi lần hắn gặp nguy hiểm, lão đầu đều sẽ ra tay giải quyết. Hơn nữa, thần hồn của lão đầu ở một nơi như bình càn khôn, sau mấy lần thăng cấp, Dương Bách Xuyên tin sư phụ mình cũng sẽ thu được lợi ích. Mặc dù, 2 sư đồ họ không nhắc tới những chuyện này, nhưng Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được rõ ràng, thần hồn của lão đầu đang ngày càng khôi phục cường đại. Vì thế, lần đối mặt với đám cao thủ Nguyên Anh này hắn cũng không hề e ngại, trái lại trong lòng còn tràn ngập sát ý. Đã đồng ý sẽ báo thù cho Trồn Nhi, đòi lại công đạo, giết Nguyên Anh để báo thù cho Trồn Nhi, khai sát giới thì có sao? Đối mặt với Dương Bách Xuyên, Giản Hóa Phàm đột nhiên nở nụ cười độc ác được. Người có nhớ, mình đã từng giết một người tên là Giản Thành. Dương Bách Xuyên thoáng giật mình, rất nhanh hắn đã nhớ ra người đã dẫn theo 3 tên binh lính rêu rao đuổi giết hắn lúc đang chạy trốn khỏi hầm mỏ Giản Thành.
bây giờ hắn mới nhận ra hai người cùng họ, hóa ra là giết trẻ thì già tới, M Dương Tông, hắn phải sớm nghĩ đến mới phải. Hóa ra là tên phế vật kia, không sai chính là do ta giết. Dương Bách Xuyên lưu manh thừa nhận. Đáng chết, hôm nay lão phu sẽ báo thù cho cháu trai của ta. Giản Hóa Thành giận dữ, hét lên một tiếng rồi nhảy xuống khỏi tảng đá, ông ta xông thẳng tới chỗ Dương Bách Xuyên. Lĩnh vực. Dương Bách Xuyên nhẹ nhàng thét lên hai chữ, lúc này hắn đã chuẩn bị sẵn sàng đại khai sát giới, cũng không quan tâm đến chuyện người khác sẽ phát hiện ra thập chuyển kim đan lĩnh vực hoàn mỹ của hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 54.